đặc biệt lông nó không bao giờ hôi. À. Ủa sao cái con sao vậy, nó hiền quá vậy? Nó không có cúi đầu cấm ăn như hồi nãy. Mà bốn em dê. Dê à. Dạ dê thì nó nằm trên địa bàn của nó trên cầu rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Cà gót này thì nói chung là trong dân chạy em con nào ăn cũng được, thỏ ăn cũng được, cừu ăn cũng được, ngựa ăn cũng được, và cả con lạc đà Abalaka ăn cũng được. À. Okay. Bò thì nó có tập tính sống bầy đàn, khi mà nó sống chung với thỏ thì nó chăm sóc lẫn nhau chứ nó không có giành ăn, không có cắn. À. À, giống như vậy nè. Bởi thành ra là mình mới quyết định là mình nuôi chung hay. Dạ nuôi được chung được. Hay cái giống này. Gì cởi được mấy bé có thể lòng. Vừa cho mấy bé biết được ha, cái hình dáng của khủng long như thế nào. Rồi nó mới cắn. Nếu mà đối với cái trọng lượng của hai con này, nếu mà nó to, nếu mà full size, nếu mà full size thì khoảng có 1m8 đến 2m. Tội thì à, cũng liền rồi. Xem ra thấy nó hiếu động quá nhỉ. Dạ nó hơi sung tại vì là con lạc đà Abalaka. Lạc đà Abalaka. 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 Dạ, nó là lạc đà cù của miền bên Trung mà ở bên khúc miền Trung hay gì đó, ở bên Mông Cổ, là nó là không bú. À. Nó là không bú, nhưng mà nó có một cái tập tính nó hơi xấu chút xíu là phun nước miếng. À vậy hả? Ừ. Nó mà thích nó cũng phun, mà nó không thích nó cũng phun. Mà nó phun là nó khó chịu nên nó phun. Là nó phun như Chua Gobi thì nó hơi khó chịu chút xíu, tại vì tụi em phải giăng lưới để cái đảm bảo an toàn cho khách cho khách tham quan. Mà con đặc biệt lông nó không bao giờ hôi. À. Ủa sao cái con sao vậy, nó hiền quá vậy? Nó không có cúi đầu cấm ăn như hồi nãy. Hôm qua em thấy là bữa nay em đi liền đó. Ồ vậy là mới thấy ngày hôm qua luôn. À, rồi khi mà em lên cái con ngựa mà được dắt một vòng thì cảm giác em như thế nào ha? Mới đầu lên nó run sợ lắm. À sợ, có nghĩa là sợ bị nói là golden, giống golden, chó lông dài lông xù của hình như của Úc hay của Anh vậy em quên mất tiêu rồi. Đó chính là golden. Dạ đây là một trong những cái chú rùa có màu vàng khá là đẹp. Quá đẹp. Đạp hai bên hông. Không, nó đang xả phèn nè. À. Kỹ này em khó qua luôn. Vừa cưỡi ngựa mà tới lúc mà nó đứng lại là một bài. Trời ơi, đánh mông ngựa nữa. Trời dữ dằn chắc. Chà, dữ dằn. À, em cảm giác như thế nào mà ở tại Bạc Liêu mà có cái dịch chuộng như thế này? Em thấy là nó khá thú vị, nó khá tốt dành cho tất cả mọi người luôn. À, bởi thành ra là thấy leo lên ngựa là thấy Nhi có kinh nghiệm lắm. À, mình là tên gì ạ? À? Em tên Nhi. Nhi, dạ. Nhi đến từ đâu ạ? À? Em đến từ Cà Mau. Cà Mau. Dạ. Ồ, vậy là chạy cũng chậm về số lên đây ha. Dạ. À. Thank you.
Khương Nhật Minh xin chào cả nhà và quý vị. Hôm nay là ngày 9 tháng 10 năm 2022. Hiện tại bây giờ thì khoảng là 9 giờ 40 phút buổi sáng. Mình đang ở tại ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu. Thì trong ngày hôm nay buổi sáng mình sẽ chia sẻ giới thiệu về một cái trang trại cà phê trang trại Cù Bạc Liêu kết hợp với du lịch giáo dục cho trẻ. Thì đây là một trong những cái điểm du lịch mà mình thấy hình như cũng mới xuất hiện ở tại Bạc Liêu trong khoảng thời gian gần đây thôi. Thì nói về cái khu vực này là cách trung tâm thành phố Bạc Liêu khoảng chừng 8 km, anh chị em cô chú ha. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào bên trong này để cùng tìm hiểu về cái khu du lịch này. Cái đầu tiên á, thì chúng ta chạy tới đây ha. Chúng ta sẽ gửi xe bên cái vị trí này. Đó, xe ô tô thì chúng ta có thể là đậu ở phía ngoài này. Đó, còn xe máy thì chúng ta cũng có một cái máy hiên ở đây. Thì hồi nãy thì mình có đã, tại vì mình lại đây khá là sớm á, nên mình cũng đã mua vé. Thì cái quầy bán vé sẽ nằm ở khu vực này ha. Là một cái giá vé của chúng ta là 60.000 là người lớn, còn trẻ em hình như là 30.000 thì phải. Sau đó là chúng ta sẽ có một đây chính xác, người lớn 60, trẻ em 35 ha, từ 1m tới 1m3, còn dưới 1m thì miễn phí. Chúng ta sẽ cầm cái tờ vé đó để chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng vào quán nước ở trong đây để chúng ta hãy chúng ta sẽ được đổi một cái chai nước uống đóng chai, cái loại nước ngọt đóng chai đó. Thì ở đây mình thấy ra đầu tiên nè là chúng ta mua vé chúng ta sẽ được phát một cái tấm poster như thế này. Mình thấy cũng khá là hay về các hoạt động cũng như là các con vật ở trong cái trang trại này ha. Cưỡi khủng long di chuyển động được nè. Rồi đến trang trại nè, trải nghiệm khu vui chơi với cù cho cù ăn, cưỡi ngựa miễn phí. Ngoài ra thì còn có nhiều loại động vật khác như ngựa nhập Ả Rập nè, bạch mã, hắc mã, ngựa lùng pony, đà điểu, lạc đà, alaka, thỏ, bọ, chim công, bồ câu, rồng Nam Mỹ, rùa châu Phi. Đó, ở đây là lạc đà Apalaka nè, trang trại cù nè, bạch mã nè, hắc mã nè, lái xe mô hình nè, cưỡi ngựa nè, cưỡi khủng long nè, ngựa lùng pony và cho cù ăn. Đó là các hoạt động cũng như là các loại động vật ở đây. Thì mình có một, mình đã mua một cái vé để chia sẻ với anh chị em cô chú hơn. Ở đây là có một cái là chắc có lẽ là do mới quá thành ra là chưa có cái bảng hiệu á. Nếu mà anh chị em của chú bác có đi ngang đây á, thì thấy những cái cối xay gió như thế này á là chỗ cái cà phê trang trại cù ha. Và đây là cái phiếu vé của chúng ta. Khi mà chúng ta mua vé ở đây thì chúng ta sẽ giữ cái vé này để vào trong đổ nước ha. Đó, thì chúng ta hỏi một vài thông tin nha. Em cho anh hỏi là cái trang trại cù của mình là được mở từ lúc nào em hả? Dạ, lâu chưa? Lễ ngay lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. À, vậy là cũng một thời gian rồi ha. Là từ bữa 30 tháng 4, 1 tháng 5. Ok, thời gian hoạt động của chỗ của mình là từ mấy giờ tới mấy giờ vậy em? Dạ, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Dạ. Thì đa số là chỗ bên mình là cà phê là chủ yếu. Còn ăn uống thì như thế nào? Ăn uống thì bên em có như pizza, gà gán với bò chiên chiên cho mấy bé. À, dạ. Đa số là những cái món chiên, dạ, với những đúng cái món... Rồi, chỉ có kem rồi cho bé nữa. Dạ. Những cái món ăn vặt nữa ha. Dạ, ok, cảm ơn em. Rồi, thì tại vì mình đã mua vé rồi, thì bây giờ mình hãy cùng vào bên trong và cùng tham quan và trải nghiệm ha. Thì đầu tiên thì... cái diện tích ở bên mình là khoảng bao nhiêu? Dạ, khoảng... Mét vuông em. 10.000 mét vuông. Thì tính từ cổng đi vào thì khoảng cỡ 8.000 mấy mét vuông. Bây giờ trước phần ở phần trước đã chiếm một khoảng diện tích khoảng từ 1.000 mấy mét vuông rồi. Thì như chỗ đậu xe này kia cho khách tham quan. Vậy là mình là
quản lý hay là không, em này bên chỗ bên phường cù với mấy con động vật nhỏ thì có thể là em cũng có thể là dắt đi tham quan. Ok vậy ha, vậy là quá tốt rồi. Ok vậy em rồi em cài áo em dắt anh đi tham quan đi ha, giới thiệu ha. Dạ rồi. Rồi thì bây giờ trước tiên thì anh thấy cái khu vực này có mấy cái liều này có phải là liều cắm trại không? À, liều này là kiểu như tụi em làm cái mô hình trang trí để cho các bạn trẻ này chụp hình. Thì liều này là liều mông cổ, theo kiểu như là mông cổ mình có thể là qua mình chụp hình này kia, mình kiểu cắm trại, cắm trại chụp hình này kia. Thì bên em cũng có một cái cũng có tổ chức cái chương trình là cho gia đình khoảng thứ bảy chủ nhật. Ví dụ như gia đình người ta mình muốn cắm trại này kia thì mình có thể qua đây mình cắm trại. Đồ dùng thì mình để tự mình có gì mình tự đem theo cũng được. Bên em thì em sẽ hỗ trợ chỗ cho mình để chỗ cho mình cắm trại. Có nghĩa là vẫn hỗ trợ cho các gia đình. Dạ, có thể là đem những cái thức ăn hay gì đó. Dạ, đồ nướng này kia đó. Ví dụ như mình mà tổ chức một cái buổi tiệc BBQ nhẹ ở đây. Có thể là thời gian từ sáng đến chiều cũng được, tụi em không có giới hạn thời gian cho khách. Khách muốn tới khách muốn ở bao lâu cũng được. Ok, thấy cũng khá là ấn tượng đó. Khu vực thì có một cái bảng là cà phê trang trại. Anh là ở bên nào anh? Quên chia sẻ giới thiệu với em. Thì anh là YouTuber Khương Nhật Minh, anh đến từ Vĩnh Long ha. Vĩnh Long. Thì vừa rồi thì cũng có một anh là YouTuber là anh Lâm Khánh Vlog thì cũng có dắt cô Liễu 10 điểm á là cũng tới tham quan bên trường cù tụi em. Thì hôm nay thì nói chung thì chúng ta có duyên ha. Dạ. Em xin được giới thiệu em là Chí. Em là bên khu vực cù với thỏ này kia. Em có nói chung là em kim luôn cả hướng dẫn du lịch. Dạ. Nói về thí dụ như em ở trong đây là mình có bao nhiêu loài động vật em hả? Dạ, em khoảng có 8 loài ha. 8 loài. Nghĩa là mình có cù nè, thỏ, bọ, công, rồi gồng Nam Mỹ, rồi bồ câu, gà, với ngựa pony, ngựa lùng, ngựa mini, giống Hà Lan, với lừa, đà điểu, với ngựa lớn. Ngựa lớn thì tụi em toàn ngựa lớn của tụi em là ngựa đua nhập ở ngoài về. Ngựa lớn là dạ, nhập nước ngoài ha. Hầu như là của Ả Rập, Nga với Thái. Rồi chút xíu nữa em sẽ dắt thì em sẽ giới thiệu từng tặng những con ngựa lớn ở sau. Rồi. Thì mình khi mà mình bước vô trang trại em đầu tiên là mình sẽ thấy cái điểm đặc trưng của Hà Lan, đó là cái cối xay gió. Cối xay gió. Dạ, cối xay gió này là cái biểu tượng của Hà Lan, cũng là biểu tượng của trang trại của tụi em có xe gió. Rồi tiếp tới là tụi em bên cù. Tại vì vô cà phê trang trại cù là phải có cù. Đúng, chính xác. Giờ mình đi qua bên cù mình coi mình coi bên trường cù trước. Từ từ nha, em dắt anh đi từ từ để anh cũng đang thích cái khung cảnh ở bên em. Dạ. Đầu tiên thì hồi nãy em nói cái khu vực này là cái khu vực cắm trại, liều mông cổ mình thì mình cắm trại này kia. Trong đó mình có ở được hay không hay là ở trong thì nó hơi nước á, nó hơi nước chút xíu cho nên mình hơi khó, mình hơi kiểu như mình lấy cái view để mình chụp hình lấy thôi. Cái view ở ngoài này lấy cái view mình chụp hình này kia. Ok, cũng khá là hay rồi. Dạ, ở bên trang trại em thì có một cái chương trình nữa là cho mướn đồ hỗ trợ chụp hình luôn. Dạ, là có đồ mông cổ, có đồ lolita, có rồi mà chăn cù, có rồi các cầm sere này kia cho các bạn trẻ này kia mình sống ảo. Khá là hay ha. Dạ. Vậy là có luôn cả cho thuê đồ. Dạ, cho thuê đồ. Thuê đồ thì tính như thế này không hả? Tính theo giờ tính không, em tính không tính theo giờ nhưng mà tụi em tính theo bộ. Ví dụ như anh có phụ kiện thì mình sẽ là 150.000, còn nếu không có phụ kiện thì mình 100.000. Rồi em hỗ trợ chụp hình cho mình. Ở đây thì có cái nhà, cái nhà giống như là cái nhà lồng chim vậy đó, thì cái view này là cái view chụp hình rất là ưa chuộng của mấy bạn trẻ. Anh có thể chụp khung, anh có thể chụp là cặp đôi. Mình chụp lẻ cũng được. Cái kiểu nó giống như là ở Đà Lạt. Đúng, dạ, hợp lý. Cái view nó hơi cái view nó giống như ở Đà Lạt. Ở bên đây thì hầu như là tụi em lấy cái view là mượn ở trên Đà Lạt xuống, kiểu như là mình có cái nhà gỗ này kia nè, bàn ghế gỗ với dù này kia. Nên để các mình không cần phải đi Đà Lạt thì mình cứ gần ghé trang trại cù thì sẽ có một cái view Đà Lạt nó đẹp thôi. Okay. Mình vô đây trước đi theo. Để anh xem một vòng rồi anh sẽ vào trong đó nha. Dạ. Hiện tại thì cái lượng khách của mình á, cái thời gian mà theo em là có cái lượng khách mà người ta ghé đến chơi á, là số khoảng lượng từ mấy giờ tới mấy giờ ha? Là từ khoảng tầm 8 giờ sáng khi tụi em mở cửa là đã có khách rồi. Thì tới 5 giờ chiều là khoảng giờ chiều khoảng từ tầm 3 tới 4 giờ thì tụi em sẽ đông. Và đông tới chiều tối luôn, nhiều khi là tới 6 giờ, 6 giờ mấy luôn. Vậy là đa số là lượng khách bên em là tập trung vào buổi chiều. Buổi sáng thì cũng nghe ví dụ như những ngày thứ bảy chủ nhật thì buổi sáng thì giống như bữa nay là chủ nhật nè. Thì buổi sáng thì tụi em vẫn có khách. Khách thì tụi em kiểu như là khách lai ga vậy đó, nhưng mà buổi chiều tụi em sẽ đông nhiều hơn.
có phải là do là cái người dân ở Bạc Liêu ở dưới này người ta ít có đi chơi như thế nào? Hầu như là khách của tụi em là khách ở ngoài tỉnh, khách ở các tỉnh khác người ta mình ghé để mình tham quan. Còn khách nội Bạc Liêu thì ít. Ít đúng không? Dạ, ít. Bởi vậy có nghĩa là do là mặc định là dạ, người dân ở đây dạ, người ta ít có đi chơi. Thì hầu như là khu du lịch nào cũng vậy, là khách nội ô thành phố là nó ít đi hơn, tại vì người ta đã biết rồi. Đúng rồi. Hầu như là các khách ở các tỉnh, các ở thành phố khác ra qua tham quan. Thì ở đây thì tụi em có thêm trồng rau với kiểu như tụi em kinh tác thêm cái này, cây xoài dạ, lấy bóng mát chuối rồi ha. Dạ thì anh thấy ở đây là tạm thời thì nó chưa có ra cái tàn nhiều, nó chưa có nhiều bóng mát cho nên là cũng hơi nắng. Vì khách đưa qua thì cũng khoảng có 10 giấc dưa á, nó hơi nắng chút xíu. Đây thì cái view chụp hình cho các cặp đôi này kia. Thường thường thì bên em sẽ bên studio cắt áo cưới thì thường thường sẽ qua bên em chụp hình. Rồi nếu mà studio thì mình có tính có khác biệt không, gì dạ không cái... studio thì vẫn mua vé bao nhiêu bình thường thôi, giống như là khách qua tham quan mình bình thường dạ, đồng người thôi đúng không? Dạ ok. Ở đây thì là cái view Đà Lạt, cái view là nhà cỏ, nhà gỗ này kia. Thì thật ra ở trỏng là cái chỉ là cái kho thôi, em cũng tính là xây dựng một cái view kiểu như là nhà của trên Đà Lạt để mà em đem về. Chưa có, nói chung là tụi em mới hoàn thiện được có 80%, tụi em chưa hoàn thiện hết. Dạ nhưng mà em cũng như là mới khai trương. Dạ mới khai trương, tụi em khai trương từ hồi 28 tháng 4 tới giờ là cũng được 5 tháng rồi. Dạ. Thì hôm nay 5 tháng, em có dịp tháng mình ghé xuống đây để chia sẻ giới thiệu. Ở đây thì có chuối, rồi các vườn cà của tụi em. Rồi bên đây là cái view chụp hình, ở bên kia là có những cây tùng. Cái tùng giống như cái view ở Đà Lạt vậy đó, là mình khi mà các bạn trẻ qua đây sẽ chụp hình đó, thì có view nó sẽ sống ảo giống như là ở Đà Lạt. Dạ rồi. Khoan, em trên mượn cái này cái. Ở đây anh thấy đối với các thôi chút xíu nữa qua đó anh sẽ hỏi. Dạ rồi. Ok. Em có trồng những cái cây gì bên đây vậy? Có cà, có cải xanh tím à? Dạ cà tím, cải xanh, rồi tụi em đang gieo thêm một số rau muống nữa. Rồi chuối. Chuối mận vú sữa. Dạ nè. Chuối mận vú sữa. Nói chung anh nghĩ khu này em cũng đang tính là một cái khu vườn trái cây ha. Dạ tụi em trồng kiểu như là mình vừa lấy bóng mát mình vừa lấy cảnh luôn, mình vừa lấy cây ăn trái của mình luôn. Còn những cái bàn ghế này thì là tiểu cảnh thôi hay dạ, là dạ bàn ghế này là tụi em có tiểu cảnh gì chụp hình. Ví dụ như mình không có nhiều chỗ để chụp hình đó, thì những cái hình này, những cái bàn ghế này á thì chắc các bạn trẻ qua chụp hình sống ảo. Nó chỉ là một cái tiểu cảnh nhẹ thôi. Nhưng mà khách thì nếu mà muốn uống nước thì vẫn đem nước qua. Dạ vẫn đem nước, vẫn đem nước qua được anh. Okay. Mình muốn uống nước mình ngồi bên đây cũng được, mình ngồi ở bên tiểu cảnh này bên đây cũng được. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta qua tới cái khu vực bên đây. Khu này, khu vực bên đây là chu nhật, bồ câu, chuồng thỏ, rồng nam mỹ và công. Vậy là bốn bốn loại. Dạ bốn loại động vật nhỏ nhỏ nó trong này. Đây cũng là một cái tiểu cảnh giống như Đà Lạt như em nói, những cái cây tùng đó đúng không? Dạ cây tùng. Ở đây là cái view trọng tâm của tụi em nhiều nhất, là vì mấy bạn trẻ thường thường qua đây chụp hình nhiều nhất. Là có cái view mình hơi chụp cái camera thì mình hạ hơi thấp xíu là nhìn y chang Đà Lạt. Ok. Dạ. Rồi ở đây thì tới chuồng bồ câu. Dạ chuồng bồ câu với gà. Hình như em những cái này là cây chú kiển đúng không? Dạ cây chú kiển. Cái bông nó ra đẹp lắm, cái bông nó giống như hồi nãy anh thấy đó, là cái bông trên chỗ tiểu cảnh hồi nãy là bông chú kiển đó. Ok. Đây là những cái du khách nè. Đây thì có khách nhưng mà anh thấy có một cái điểm đặc biệt là như du khách đem cái thú cưng của họ. Dạ nó ra được, vậy được bình thường. Lại chơi với bên thú cưng của bên em đúng không? Dạ. Ví dụ như anh thấy gia đình của anh này là có một chú chó Bulldog ha. Thì cũng có thể là mình có thể tự nhiên như thế, mình có thể đem động vật thú nuôi của mình qua đây đi tham quan thì cũng vẫn được không sao. Hình như là bên em anh thấy là ở trong cái quán nước thì nó cũng có những cái chú Bulldog á. Dạ có một con Bulldog là của bên kia của chị pha chế. Dạ. Ở đây thì em có thỏ với bọ ở dưới. Rồi ok, chúng ta vào khu vực này. Thì đầu tiên thì ở đây là em nuôi thỏ với thỏ nuôi bọ. Với bọ là những con vật nhỏ, nói chung là tụi em nuôi cho mấy bé nó tiếp xúc. Tiếp xúc gần hơn với động vật. Nhưng mà tại sao có chú thỏ này nằm riêng vậy? Thỏ này thì nó đang bị bệnh cho nên tụi em phải cách ly ra chứ thôi là nó sẽ lây với những con thỏ khác. Ok, cũng rất là kỹ lưỡng
Rồi ở đây thì chúng ta có thỏ trắng, thỏ đen nè, với mấy cái chú thỏ, chú bọ hả? Dạ, chuột bọ, chuột lan. Đây, chúng ta hãy cùng xem nha. Ở đây thì con cho thỏ ăn đi, con cho qua đây nè, con cho thỏ ăn. Đây thỏ thì với bọ thì nó ăn có cùng... Dạ, có không, thì nó ăn thức ăn với rau cải này kia thêm. Đó, ở đây thì em có bán thêm cà rốt để cho mấy bé nó đút cho thỏ ăn với bọ ăn. Cà rốt này thì nói chung trong dân chạy em con nào ăn cũng được, thỏ ăn cũng được, cừu ăn cũng được, ngựa ăn cũng được, và cả con lạc đà, balaka ăn cũng được. Con cho con bọ ăn đi con, cho chú quay tí nè. Con bọ, biết con bọ không? Con bọ là con chuột á, con chuột á. Con nhỏ nhỏ nè. Ừ, đúng rồi. Nó đang mê cỏ, nó chưa phát hiện ra. Ở trong kia thì cái giống như là cái nhà của nó là ở trong, giống như tụi em xây giống như cái lều vậy, tụi em lấy mấy miếng gỗ làm như cái lều vậy đó. Ở đây thì em nuôi khoảng bao nhiêu chú bọ ha? Dạ là 18 con chú bọ. Ồ, với 8 con thỏ. Tại vì số lượng của tụi em là nó bị thấp thoát, thì do cái mùa chuyển mùa á, nên nó là con thỏ nó bị thấp thoát nhiều hơn là bọ. Có nghĩa là do là thời tiết là thời tiết do một phần thời tiết, một phần là thỏ nó yếu. Thỏ nó rất là yếu toàn diện luôn, là yếu kể từ xương tim này kia, cả cái sức đề kháng của nó rất là yếu. Và khi mà chuyển mùa rồi mà điều kiện gió mùa nó thay đổi á, là thỏ nó sẽ bị bệnh. Vậy là thỏ nó dễ bệnh hơn dạ bọ. Thỏ nó dễ bệnh hơn thỏ hơn bọ. Bọ thì anh nuôi sao cũng được, nhưng mà thỏ là phải bắt buộc phải kỹ, nó không có thể nhiều bệnh. Vậy là thì ra là bọ nó dễ nuôi hơn. Dạ, bọ nó dễ nuôi hơn. Okay. Bọ thì nó có tập tính sống bầy đàn, khi mà nó sống chung với thỏ thì nó chăm sóc lẫn nhau, chứ nó không có giành ăn, không có cắn. Là giống như vậy nè. Bởi thành ra là mình mới quyết định là mình nuôi chung hay. Dạ, nuôi được chung được. Hay cái giống này. Rất là dễ thương luôn không ạ. Vậy là một cái khu vực đầu tiên. Rồi, còn ở bên đây thì em có một cái background gọi là cho mấy bé chụp hình, là kiểu như nó hơi thiên nhiên, nó hơi thiên nhiên chút xíu. Ở đây thì coi tụi em có bồ câu với gà, chủ yếu là mình để cho các bé biết về những cái chủng loại. Dạ, đúng rồi, những chủng loại có thể tiếp xúc, mấy bé có thể tiếp xúc và có thể biết là đó con cừu nó gà sao, con bồ câu này kia với con chim này, con gà nó sẽ gà sao. Có nhiều khi mấy bé lên điện thoại, lên mạng coi phim một hình này kia, là chỉ là biết trong phim một hình thôi, nhưng mà chưa biết ở ngoài nó ra là sao. Đây là bên cái farm của mình là làm như thế này ha. Dạ. Nó giống như là một cái giường sở thú vậy đó. Dạ, sở thú thu nhỏ. Ok. Gà này cũng gà bình thường của mình thôi đúng không? Gà này là gà sao, gà tăng trâu. Là cái full size của nó là chỉ có nhiều đó thôi đó. Gà sao này theo như anh được biết hình như nó ăn dữ lắm mà đúng không? Dạ, nó ăn dữ lắm. Thì một ngày là tụi em đổ đầy cái máy thức ăn thì từ sáng tới chiều là hết. Là con nào ăn thì ăn? Gà với bồ câu đều ăn chung hết được. Rồi bên đây là em có một con khủng long. Khủng long? Dạ. Okay. Khủng long này thì nó có thể lai ở sành được. Khủng long này là? Lai ở sành được, nó là mô hình tĩnh, mô hình động, chứ không phải là mô hình tĩnh. Để em bấm nút cho nó kêu. Wow. Dữ dằn. Cái này thì cũng chỉ là một phần cho mấy bé nó dành đi giải trí, cởi được mấy bé có thể lòng vừa cho mấy bé biết được ha, cái hình dáng của khủng long như thế nào. Kêu lớn vui luôn hay hả? Vậy là một lần mình bấm nó là nó sẽ kêu khoảng từ một tự động, ví dụ như nó giống như là túng đúng ở bên siêu thị vậy đó, là một vòng khoảng từ một phút mấy là cho bé cởi. Vậy là mình tạo điều kiện cho bé lên bên đây lên cởi. Cho mấy bé lên chụp hình này kia. Dạ.
Ở bên đây thì tụi em có thêm một dịch vụ riêng nữa là xe địa hình. Xe địa hình này thì mình có thể chạy nhưng mà người lớn chạy. Xe này là xe người lớn. Xe địa hình. Dạ, xe địa hình. Nếu mà cái dịch vụ này thì tính như thế nào? Dịch vụ này thì tụi em bán vé riêng là một vé là 30k thì mình chạy được một vòng của trang trại. Thì trong một vé đó mình sẽ được thêm một hũ kem cho bé. Kem. Dạ. Ok, thì cũng quá hợp lý luôn. Xe địa hình là chạy. Có thể chở mấy bé đi một vòng ở trang trại, tham quan trang trại. Ở đây thì cái round, cái background này là tụi em dựng kiểu như mấy bé chụp hình này kia, nó thiên nhiên. Nó gần với thiên nhiên hơn. Giống như là ở trong rừng vậy đúng không? Dạ, đúng rồi. Kỹ sư tử. Ở bên đây thì công. Cặp bên công. Em là trường công. Trường công, con công này thì nó hơi, nó đang trong thời kỳ rụng lông cho nên nó chưa có ra lông nhiều, ít có xè lắm. Thì bình quân thì tháng từ tháng 3 cho tới tháng tháng 5, tháng 6 là cái tháng cái thời gian đó là thời gian tụi nó sinh sản. Là khi mà qua hết mùa thời kỳ sinh sản rồi là bắt đầu là rụng lông, thay lông mới, thay một cái áo mới hoàn toàn. Vậy là nó tầm khoảng nghỉ hè. Dạ, nghỉ hè. Thì vừa qua Tết, nói chung là tới mùa xuân đó, tới mùa xuân là lông đuôi nó sẽ ra đầy đủ. Rồi nó sẽ kiểu như là con đuôi ra đầy đủ rồi nó mới quyến rũ được với con cái. Nó bắt đầu mới vô mùa sinh sản nữa. Ở đây anh thấy nuôi cũng khá là nhiều chó hả? Dạ, hai con này là chăn cừu. Hai con này là chăn cừu, chăn cừu tiếp em, hai con kia chỉ là nó ở trong chuồng thôi. Hai con này có thể là lùa cừu lại giúp để cho em bắt. Rồi tắm rửa luôn dạ. Không, kiểu như là cừu nó ăn, thường thường anh sẽ thấy một cái nhà. Cái nhà đó chút xíu em sẽ review kỹ đó cho anh là okay. có một cái máng. Khi mà những con cừu con á, con nó ăn thì nó sẽ ham ăn hơn những con cừu lớn, là nó bò ra khỏi máng luôn. Nó bò ra khỏi máng, khi mà ăn xong rồi nó không biết đường vô. Bắt đầu nó gớt xuống. Thì khi mà tối gớt xuống á thì chỉ có mình anh em đâu có bắt được, em đâu có lùa được. Thì có hai em này. Ồ vậy đó hả? Dạ, nhờ hai em này chạy qua lùa nó ra để em bắt. Bởi vì hèn chi thấy tại sao mà thả hai cái con chó ra. Dạ, con này là gồng Nam Mỹ. Gồng Nam Mỹ. Dạ, nó thuộc họ kỳ nhông. Thì nó là bò loại bò sát kiển phổ biến rồi, tại vì nó bây giờ nó không còn là không là hiếm nữa, tại vì người ta dân chơi con này rất là nhiều. Đúng rồi. À, nó là bò sát. Thế người ta nuôi nó khá là nhiều. À đấy. À. Để mở cửa cho nó. Không có sợ nó. Dạ không, em mình chỉ gài thôi. Kiểu như mình tống mà không kỹ nó là nó sẽ bị sổng. Con đó là Albino Ren với Albino Red. Là cái màu ha. Dạ. Nó có nhiều chủng loại lắm, nó có nhiều màu khác nữa. Nếu như anh nó có màu xanh có màu trắng có vàng kim có và có màu đen có. Albino. Dạ. Con này là hai màu phổ biến nhất của loài. Wow. Nó có một số con nó cực kỳ hung dữ, có một số con thì nó rất là hiền, mình có thể đụng nó. Con ví dụ như con đỏ này em có thể đụng nè. Đó. Con xanh nó hơi hung dữ. Rồi khi đụng nó thì nó muốn đuôi. Trời ơi, vậy? Dạ. Vậy hả? Nhưng mà nó cũng nó tùy con chứ mà nó không. Mà nó có cắn mình hay không hay là nó không có cắn. Khi mà nó phản ứng là nó quất đuôi Khi mà nó còn nhỏ nó không có cắn. Khi mà lớn rồi nó mới cắn. Nếu mà đối với cái trọng lượng của hai con này, nếu mà nó nếu mà full size, nếu mà full size thì khoảng có 1m8 đến 2m thì dài cái đó độ dài, còn cân nặng là khoảng tầm 10kg đổ lại Chưa con nào hơn 10kg. Nặng thì khoảng 10kg. Dạ, 10kg đổ lại. Còn dài thì khoảng 1m8 tới 2m. Ok. Tại vì anh tính từ phần đầu tới phần đuôi luôn. Là nó đúng cái độ dài của nó là 1m8. Full size. Đây anh có, thấy dễ là em không có ổ khóa ha. Dạ không có ổ khóa. Em để cho. Tại vì nó đi các bé nào muốn coi thì có thể coi được ha. Dạ. Ok. Mà tụi em cũng ít lắm, kiểu như tụi nó cũng hơi hung dữ á, cho nên nó là cũng mấy bé nó cũng hạn chế với mấy bé nó ấy. Gồng. Rồi bên cũng đây là cái này đó. Là cái gọi là nhân vật chính của trang trại của tụi em là cừu. Cừu, ok. Dạ. Rồi từ từ nha. Đây, đó bây giờ du khách bắt đầu vô nhiều hơn tí rồi. Này khách đang chụp hình. Nhưng mà như nãy em có nói là đa số là khách ở bên mình, là ở ngoài tỉnh là nhiều. Dạ, ngoài tỉnh là nhiều. Ở trong nội thành phố thì ít. Ở đây thì cái view này cái view để cho mà mình chụp hình gia đình này kia đó. Đúng rồi. Tự nhiên mình đi theo đoàn thì mình có thể qua đây chụp, thì nó có một cái dòng chữ là Sheep Farm, tức nghĩa là nông trang trại cừu. Ok. Ở đây thì em có thêm một cái cây, ở đây em gọi là cây vĩnh cửu, nó cây không bao giờ nó rụng. Mà cây này là nó chết hả? Dạ nó chết. À. Rồi tụi em trang trí này kia lại thêm. Thì thường thường cái chuồng này là cho dành cho con lạc đà nó qua, mà chiều mưa nó hơi ướt á, cho nên là không ít có cho nó qua, nó có nơi ở chuồng nó vẫn chơi. Nó đi chơi thì nó qua đây nó chơi. Cái khách đi du lịch thôi. Dạ, xuống đây. Là...
khách bắt đầu vô nhiều hơn rồi. Đúng rồi. Để, thì tầm từ đây tầm từ đây tới chiều là sẽ đông. À. Được em dắt chia sẻ với nhau. Rồi mình qua đây. Chúng ta hiểu rõ hơn. Ở bên đây, bên đó cỏ ướt, bên đó cỏ ướt đó. Ở đây thì tụi em có hay lót thêm gạch đá này kia để mình làm cái đường đi cho mình dễ đi á. À. Nhiều khi mình đi cỏ mình không có biết là chỗ nào ướt chỗ nào khô nên là cái đó ấy. Có thành ra là mình lót đá. Dạ lót đá này kia. Okay. Giống như có nó cũng có một cái view để mình chụp hình. Lý. Có gì để tiền anh gõ giùm em nha. Rồi. Coi xem ké cái này kìa. À, bọ mà nó nằm ở bên nó qua bên khu vực này hay bộ nó dễ nhìn hơn ha. Dạ. Tại vì thường thường thì nó sẽ ra ngoài này nó chơi nó sẽ ra ngoài cái đất chốc này mà nó đi nó hoạt động. Là cho ăn, mình cho ăn này kia đó. Rồi bắt đầu cái luôn. Dạ. Một số con thì nó ăn rồi nó làm biến thì nó ngủ giống như con thỏ. Là con thỏ đó là nó no rồi đó ha. Dạ. Được cái thỏ này của em nó không có quá to á. Dạ nó không quá to, nói chung là thỏ nhìn nó nhỏ nó thấy thương lắm. Tụi em thì cứ cập nhật liên tục vậy đó. Chứ tụi em không có để nó bị thiếu hụt nhiều. Còn nếu mà mình nuôi nó lớn thì như thế nào? Lớn thì tụi em sẽ tách riêng ra. Tách riêng ra để mà cho tụi nó đẻ. Nhưng mà mình nhỏ nhỏ thì mình vẫn ưu tiên ha. Dạ nhỏ nhỏ thì mình vẫn ưu tiên. Nhìn cho... nó không có quá sợ ha. Nó không có quá bự. Rồi bên đây là khu vực trường cù, khu vực trọng điểm của tụi em. Sao vậy sợ hả con? Đâu sao đâu, đâu có cắn con đâu. Thằng cô à. Đây là khu vực trọng điểm. Thường thường cù. Thì cù ở đây thì sẽ nó sẽ dạng người hơn. Nói chung là nó không có hung dữ, nó không có cắn, nó cũng không có hút mình. Mình khi mình cho ăn này kia mình có thể đi vô trong được luôn, rồi có thể vô trong tiếp xúc với cù được luôn. Dạ. Thì đầu tiên là em nuôi bao nhiêu chú hả? Dạ 41 chú, nhưng mà ở trong chuồng ở trong kia là em đã nhốt mà 3 con lớn và 1 con nhỏ, tại vì mới sanh. Cho nên là tầm khoảng 3 tháng tuổi em mới cho nó ra được. Còn khoảng nhỏ nhỏ quá anh ra không lại mấy con này. Vậy là coi như là lúc đầu là nuôi khoảng 40 con. Lúc mới đem về á, là 20. Tại vì là 10 con này 10 con kia. 10 dạ. 10 được 10 cái. Dạ, rồi sau này nó sinh sản tại đây luôn thì anh cứ để ý con nào mà có bấm lỗ tai á. Bấm lỗ tai. Dạ, cái bấm lỗ á là con giống của chạy giống mình đem mua về, còn con nào mà không có bấm á thì là sinh sản tại đây. Bấm lỗ tai là cái nào? Dạ cái này nè. Là nó bị cái nó tụi em làm dấu á. Nó sẽ đeo một lúc mà đem về nó sẽ đeo một cái miếng làm dấu ở đây. Đó, là khi là mà con giống. Dạ con giống, con nào mà không có bấm lỗ tai thì nó sẽ là con sinh sản tại đây. Dạ. Thì ra là vậy. Ở đây thì tụi em có hai em gọi là hai em độc quyền. Dạ là... cù thì anh thường sẽ thấy là cù có cù trắng, nhưng mà ở đây tụi em có một con cù nâu với con cù đen. Em kêu nó bằng sô cô la với là cà phê này. Dạ này cù nâu. Còn bên kia là cà phê. Cà phê bên đây em. Nhưng mà nó xanh ra thì nó có khác màu không? Dạ xanh ra thì cái màu nó vậy, tại vì nó giống như là nó bị chéo ren. Là 100 con thì khoảng 1-2 con nó sẽ bị thuộc dạng đột biến ha. Dạ đột biến. Nó cũng hiền lắm, nó không có hung dữ, chỉ có một con hung dữ là tụi em phải nhốt vô trong, nên là con đầu đàn. Đầu đàn thì phải nhốt vô trong, tại vì nó bự gấp đôi mấy con này mà nó hung lắm. Mà nó làm thí dụ như lại thì nó cũng chỉ nó lại thì khi mà nó cảm thấy là mình đe dọa cái đàn của nó thì nó sẽ hút mình. Vậy là bảo vệ đàn con, nó bảo vệ đàn. Con đầu đàn. Ủa vậy là những con cù là nó ăn rơm thôi hả? Dạ không có, ăn cỏ. Tụi em ở đây thì có phục vụ cho khách là cỏ miễn phí. Cỏ miễn phí là tụi em cắt cỏ xung quanh ở đây để mà cho khách cho cù ăn. Gom là tụi em đi. Dạ gom thì tụi em lót với vệ sinh cho tụi nó vệ sinh cho cù nó không có hôi, nó đỡ hôi. Vậy là cỏ này là đó. Dạ cỏ ở đây cho mình cho nó ăn. Cỏ đó có thể là khách đưa từng cọng cho đút cho những con cù ăn. Tại vì nó không có hung dữ. Nó chỉ hơi háu ăn thôi.
du khách này cũng khá là cẩn thận nè, lặt những cái lá cỏ vàng lại đó, đó khi mà đưa cỏ ra là nó sẽ bung lại đó. Con gỡ thử coi, con gỡ thử coi. Qua đây gỡ chú nè. Vô trong được à, mà ở trong thì mưa nó hơi lầy nha chứ. Nè, con qua đây gỡ chú nè. Có sao đâu. Đi qua đây. Đi qua đây. Hiền khó à. Con đi gỡ chú đây. Đi qua đây, qua đây gỡ thử nè, đâu có gì đâu, lông mình rất à. Con cái là trời mưa nó hơi đen thôi. Cái đó là không tránh được. Thường thường thì em ở đây là chú trọng khách là khách trẻ, trẻ em. Đúng rồi. À. Thấy cưng chưa? À, ngoài cụ ở đây thì tụi em có lẻn lẻn được thêm 4 em dê. Dê à? Dạ, dê thì nó nằm trên địa bàn của nó trên cầu rồi. Kìa, ba cho kìa. Có chút xíu thôi. Đây là một trong những cái hoạt động rất là hay cho con em chúng ta biết thêm về những cái loại động vật, đúng không ạ? Vậy là 4 em dê. Dạ, mà tại sao dê nó lại không ra đây à? Nói chừng nào nó ăn thì nó mới ra. Con một số con no nó lên chỗ nó nằm, tại vì nó là cực kỳ ở sạch. Nói chung là nó kỹ lắm. Ủa nó nằm hả? Dạ à. nó nằm hơi phải cho là khô gáo, cao gáo này kia nó mới nằm. À. Cái thứ nhất, cái thứ hai là sình nó không đi qua. Sình là nó né sình, nó không có để mình mẩy nó dính sình. À. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là ăn rất là kỹ. Vậy là khi mà dính cát dính đá này kia là nó không có ăn. Cổ vậy hả? Vậy là cái bản chất của nó là như vậy. Dạ, bản chất là ở sạch. À, bởi hèn chi là tụi nó không có ra đây để giao tiếp với mình. Chứ thật ra ít có ra, như chừng nào mà có chừng nào tụi nó đói á thì nó chạy ra tụi nó xin ăn. À. Tại thường thường sáng trước khi mà em cho tụi nó xuống là em đã cho ăn thức ăn rồi. À. Nên mới cho xuống. Ngoài cỏ mình khách mình cho ăn ra nữa thì khi mà tụi em dẫn khách á thì tụi nó cũng tự ra ngoài chỗ đồng cỏ tụi nó ăn. À. Cỏ tụi em trồng sẵn giờ rồi tụi nó chỉ gần ra ăn thôi. Mà cái này là phải trời nắng mới được, trời nắng nó khô rồi cỏ này kia rồi tụi nó mới chịu ăn. Nhưng mà xem ra hình như nó thích ăn cái cỏ này hơn cái cỏ ở dưới đất, đúng không? Tại vì đút rồi nó ăn. Ồ dạ. Dạ. Chứ không thôi là nó cũng ra ngoài nó ăn ở ngoài cỏ ngoài. Rồi, chào anh ha. Đây là kênh YouTube của mình. Rồi, gia đình của mình sẽ xem lại ha. À, nó giống như một clip kỷ niệm. Mình là YouTuber Khương Nhật Minh. Dạ. Rồi, chúc gia đình đi chơi vui vẻ. Trở lại TV. Lên YouTube vào ngày mai ha. Rồi bây giờ chúng ta show ra là rất là hay luôn. Vậy là khi mà anh đem về đây á là nuôi bao lâu nó bắt đầu sinh sản? Tầm hơn khoảng cấp 3 tháng hay 4 tháng gì đó, tại vì cái thời gian đó là em cũng chưa có ở đây. Lúc mà khi mà đem về đây á là tụi em chưa có làm chuồng luôn. Là tụi để tụi nó thả rộng lên luôn, tại lúc đó tụi em chưa có mở cửa cho khách tham quan. Thì khi đó em bắt đầu đẻ, bắt đầu xanh thêm, rồi có một cái số anh là của ảnh là anh chăn riêng nữa. Là ảnh hỗ trợ là chăm cho tụi này ăn, cho tụi này ăn uống với xanh đẻ tại đây luôn. Bây giờ đã lên được khoảng gấp đôi rồi. Dạ, gấp đôi. Ôi, thật sự là rất là nhiều luôn á. Ở đây thì mấy bé có thể là gờ, sợ, rồi tiếp xúc với nó. Nó chỉ biết là con đó là con cừu. Cái đó là mới là quan trọng chứ. Dạ. Bé chút xíu thôi. Nó bao nhiêu tháng nè anh hả? Nó 20 tháng. Rồi. Ồ, mấy con tuổi mấy thôi ha. Rất là thích luôn. Đó. Được cha thấy cỏ cho nè, đút cho cậu quen. Thôi, chúng ta đi di chuyển tiếp tục ha. Rồi, chào gia đình nha. Ở đây thì ngoài những cái view ở bên Đà Lạt ra thì em có một cái view gọi là cái hồ bông súng. Bông súng. Dạ, à. Rồi có một cái nhà gỗ ở giữa gì đó để mình chụp hình này kia, mình sống sống ảo. Là giống như là bên đây là cái chất đậm chất miền Tây của chúng ta đúng không? Dạ, vừa có miền Tây mà vừa có Đà Lạt. Ở khu vực này
Rồi bây giờ khách bắt đầu vô đông hơn rồi nè. Dạ đúng rồi. Dạ. Khi thời gian này bắt đầu là tại vì thứ bảy, thường thường thứ bảy chủ nhật em sẽ đông. Đây là ngay là nghe những thứ bảy chủ nhật là ngay ngày nghỉ. Cho nên là khách sẽ đông hơn là ngày thường. Nhưng mà hình như là chắc khoảng 10 giờ người ta mới đi tới. Dạ. Tại vì thấy nãy có, giờ khoảng 10 giờ. Dạ khoảng 10 giờ. Cũng có nhiều khi là khách ở xa người ta đi ghé những cái chơi dễ ghé mình những nơi khác rồi xong mình mới qua đây mình tham quan. Hợp lý. Dạ. Tại vì Bạc Liêu của tụi em là không có những cái điểm du lịch nhiều nên tụi em mới là suy nghĩ ra mở cái khu du lịch này để mà khi mà khách xuống Bạc Liêu thì nhớ Bạc Liêu có mình có cái gì. Okay. Bạc Liêu có bà Nam Hải rồi có chân chạy cầu phơi chân chạy cù có vườn chim này kia gì đó. Ý tưởng rất là xuất sắc. Đây thì cá hồ, cái hồ ở dưới này thì tụi em cũng có cá nhưng mà cá tự nhiên. Khi mà tụi em đào cái hồ lên thì tự động có cá đi vô. Nhưng mà nước này là nước ra vô nước ra vô bình thường ha. Nước ra vô là có những hệ thống ống đó là nước sẽ nó sẽ luân phiên chứ nó không có cố định. Rồi nước này là có ra vô theo sông. Còn du khách bắt đầu vô nhiều hơn rồi. Dạ. Có thường thường là khu du khách mình em là có những bạn trẻ có đoàn gia đình có những có nhiều khi là có khách mối luôn. Khách mối luôn. Dạ khách mối là khi tới cuối tuần. Cuối tuần là cứ dắt con vô đây để mà đi tham quan thỏ, nói chung là chỉ mê thỏ thôi, mê thỏ với mê khủng long với mê cừu thôi. Đúng rồi. Thì dắt khách sẽ dắt con vô để mà đi tham quan trong này. Em có hai đoàn khách là kiểu là khách mối gần đây thôi. Là cứ thứ bảy chủ nhật là cứ có thời gian rảnh là cứ dắt con vô để mà đi cho thỏ ăn, cho ngựa này kia tiếp xúc với mấy những con vật này. Vậy là cái khu vực dưới này của mình là cũng có cá luôn. Dạ có cá. Nhưng mà cá dưới này thì cá dưới này thì có cá phi, có cá phi, có rồi có cá gô, có hình như là có chép coi. Để chép coi thì chủ mua về thả nhưng mà em không biết sao mà nó nước đục mà nó vẫn sống được. Tại bây giờ cũng hay lắm. Dạ. Bây giờ nó thì nước này nước nó luân phiên. Đây thì giống như có một cái chỗ cho mấy bạn trẻ chụp hình thơ mộng này kia đó, cặp những cặp đôi là đã vô đây. Nói chung đa số là thấy mấy cái góc này là mấy cái dân chụp ảnh mà chuyên nghiệp á, photo á. Dạ. Người ta chụp người ta lấy cái góc giống như Đà Lạt nhiều. Đây thì là cái view giữa hồ, có thể quan sát hết tổng toàn bộ luôn trang trại. Rồi bây giờ bắt đầu dạ, có khách vô. Khách hầu như là Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng, cũng có khách Sài Gòn xuống, rồi Long An, Trà Vinh này kia xuống nhiều lắm. Thường thường là khách xuống là làm em cũng thường xuyên dắt đoàn. Thì là nếu khi nào khách có nhu cầu khách có đoàn á thì tụi em sẽ ví dụ như có đoàn mà có liên hệ trước với tụi em á thì tụi em chuẩn bị em sẽ là người tiếp đoàn. Còn không thôi còn nếu bình thường á thì khách cứ vô tham quan em thì bên đây cho em hỗ trợ cho khách này kia em giải chỉ như em giới thiệu cho khách. Dạ. Đúng rồi, hợp lý. Có nghĩa là đoàn nào mà người ta muốn tìm hiểu. Dạ, người ta muốn tìm hiểu sâu hơn á thì người ta sẽ liên hệ trước với bên trên fanpage của tụi em. Ok. Rất hợp lý. Dạ, khách đông vui hơn. Dạ. Với lại hồi sáng mưa quá thôi. Mưa hồi tối hôm qua tới giờ thì dạ, mưa rồi. Hồi sáng sớm là đã mưa. Nói chung là tụi em ở đây là mưa có từng lễ nay rồi. Ngày nào cũng mưa. Dạ, ngày nào cũng mưa lâm râm lắc gắt mưa suốt. Tại vì cũng ngay vô mùa mưa á. Cho nên cũng hơi nghĩ như là nó mưa suốt nó không phải. Anh muốn vô được không? Dạ được, anh muốn vô tham quan luôn cái chuồng trâu không? Ok, muốn. Tại cũng đang muốn tìm hiểu rồi. Chúng ta tìm hiểu thêm tí. Rồi. Ở đây thì có cửa, em có thể là cho khách có thể vô. Anh đi vô theo mí đan là được rồi. Ở dưới này thì nó hơi sình thôi. Mưa là phải chấp nhận rồi. Dạ, mưa là phải chấp nhận. Chủ yếu là ở đây tò mò nó thì nó gài bẫy phân từ lừa hết trơn á. Ok, mền. Mền nữa đó. Phân của nó đi cũng giống như là dê, nó viên tròn. Thì thường em chọc khách là em chọc mấy cái bạn trẻ là thường thường là vô uống trà sữa không? Có ở đây anh có chân trâu nè. Ở đây thì em có lót gạch thêm, thêm để mình có thể đi vô đây để mình chụp hình vô những ngày nắng. Okay. Khi mà cái chỗ này nó khô. Khá là đẹp.
chúng ta xem lại cái khu vực này ha. Đó, là cái chú cừu này cũng như là các gia đình đã bắt đầu đông đúc hơn rồi. À, đây là không gian khi mà tối, chiều tối là tụi nó sẽ ngủ trên này, à. Ăn uống với lại ăn ăn uống là ăn trên này hết là buổi à. Tối. Mấy con dê này là mình nuôi một thời gian nó mới to như thế này hay là? Dạ, lúc khi mà đem về thì cũng hơi nhỏ hơn chút xíu à. Khi mà nuôi lâu thì nó sẽ vậy. Ok. Vậy là đúng là thiệt sự là nó ở sạch thiệt ha. Nó lên chỗ khô ráo thì nó lên chỗ khô ráo mà chứ nó không ở sình. Mấy đứa vô nhớ đóng mấy đứa vô nhớ đóng cửa là giùm chú nha, khóa cửa lại. Thì ở trong này thì chỗ ăn uống ngủ rồi tụi nó à. Anh cẩn thận chút xíu, tại con này là con đầu đàn. Tại vì nó là nó chỉ có em mới chỉ được nó thôi. Ồ trời vậy ha. Dạ, nó là đầu đàn, còn con này bên đây là con đang bệnh. Con bệnh thì tụi em nhốt riêng à. Với là một con mới sanh. Một con mới sanh là em phải nhốt riêng nữa. Mình nhìn thì mình biết như thế nào nó đang bệnh Nó sẽ bỏ ăn. Bỏ ăn. Bỏ ăn với lại là nó yếu. À. Nó sẽ nằm không mà nó không có bạc bát nhiều à. Này thì đầu đàn, mà đầu đàn thì nó hơi hung. Bởi vì nhìn cái tướng nó gấp đôi mấy con kia à. Dạ. Ở đây thì có cụ con, ở trong kia có cụ con à, anh cứ vô đi, em tâm đi, thằng này đang giữ này rồi. Thằng này thì nó hơi gọi là nó em sơ hở xíu là nó hút em bà. Trời ghê vậy à, nó cà khịa em lắm à. Ở bên đây là con dê đực, là con dê đực em phải nhốt riêng lại. Tại vì nó quậy. Nhất là nó đạp con mấy những con cái nó có bầu rồi sau cái hút bỏ. À, nên tụi em phải nhốt riêng lại. Nó lúc trước nó là idol của tụi em đó, là nó ra nó biểu diễn này kia cho khách rồi chụp hình này kia được luôn á, mà giờ em phải nhốt lại. À. Ở bên đây thì có con này là em kêu bằng bà lão, tại vì dạng nhất bày. Với có một con bé, một cô bé. Này là cù cái, gọi là cô bé cù con mới sanh. À. Đó thì tầm khoảng 1 tháng là nó cỡ quá lớn. Trời ơi, thấy cưng quá vậy. Dạ. Vậy là thì, nó mới sanh 1 tháng thôi. Dạ 1 tháng thôi. À. Khi mà 1 tháng rồi là nó đã tự biết ăn được rồi, nó lại nó uống sữa thêm của mẹ. À. Thì tầm khoảng có 3 tháng là em cho nó ra. À. Dạ. Mà nếu mà đối với cái bé cù như thế này khi mà nó sanh ra thì nó có biết đứng vậy đi dạ, liền không? Dạ biết đứng, khi mà sanh ra rồi là biết đứng vậy đi liền luôn. À. Là mình đi nó hơi đi chập chững chút xíu nó có lông sẵn luôn. À. À, bắt đầu mà... cái mẹ nó liếm lông cho nó khô ráo sạch sẽ khi mà trong nhau. À. Bé cù này là bé gái à. Mới bữa hôm mới sanh ngay là hình như là ngày 1 tháng 9 2 tháng 9 ngày sinh sanh ngày lễ. À ngày lễ. Dạ. Nói chung thì rất là dễ thương. Nó còn chưa biết gì đó. À. Nó còn chưa biết là ở ngoài nó ra sao. Tụi em phải nhốt riêng tụi nó ra. Còn bé này thì bệnh. Dạ bé này thì bệnh. Okay. Còn anh này là anh đầu đàn. À. Thường anh đầu đàn nó sẽ bảo vệ đàn nhiều hơn. Nhưng mà khi mà mình làm cái gì thì nó mới phản ứng với mình. Dạ khi mình cho ăn, mình gờ với là mình ẩm với những con cừu nhỏ thì nó cứ nghĩ là đang làm kiểu như mình hơi có kéo có kẻ xấu làm ảnh hưởng tới đàn của mình là nó sẽ hơn là nó sẽ ấy. À. Thì thường thì sáng em phải xích nó lại trước một cái em mới thả tụi nó ra. Vậy dạ. Vậy là nó sáng, cũng sáng nào cũng vậy. Nó cũng hơi hung. À. Không có hung nha. Nha tao quýnh mày đó. Mình chỉ cần quay lưng nhẹ một xíu thôi, mình em thấy nó thấy em quay lưng mà nó em không để ý là bắt đầu lấy chớn rồi đó. Ồ vậy hả? Dạ. Vậy là nó hút. Nó hút. À, nó hút cũng giống rồi. Như là châu bò ha. Dạ, nó hút là cái nó lấy cái phần chán lên nó hút. Thì cù thường thường nó sẽ là vậy, nó sẽ hút mình là bằng hút với nhau và cũng bằng chán. Chán. Nó không có sừng. À. Dạ, nếu mà có sừng thì sừng của nó cũng nhỏ chứ nó không có bự. À. Còn cù mà nếu mà cù nước ngoài á, ví dụ anh thấy cù Úc hay cù Alaska thì nó sẽ có sừng. Nó sẽ có một bộ sừng sắn. Ừ, ở trong đây thì trời mưa thì khách cũng hơi ngại vô là vì nó hơi lầy quá thì đúng nói chung là cắt đắt là phải chịu, trời mưa nhiều quá nó cũng ấy rồi. Thấy sau ra là bên bên anh là
lót gạch thì cũng khá là đẹp á. Dạ, em kiểu như có cái cầu này thì mình cũng phải lót gạch vô cho khách đi tới đây lui. Đúng rồi. Chụp hình này kia. Rồi ra hai bạn. Các bạn đi đứng đứng đâu trước đường tôi. Mà nói với mấy con dê này thì nó đâu có. Dạ, dê thì dê cái nó sẽ không có hung bằng dê đực. À. Dạ. Vậy là mình có 3 dê cái. Dạ, 3 dê cái với 1 dê đực. Ồ, bây giờ khách đông lắm á nè. Đa số là các bạn nhỏ là nhiều nhất. Tại gia đình ai cũng muốn đưa con cháu hiểu thêm về cái các loài đặc tính động vật này, phải không ạ? Rồi, cầm nhẹ nhẹ thôi để cho nó ăn. Rồi, còn tụi con đứng gần gần đây, nó không có cắn đâu, nó hiền khô à. Không, mấy con ý né né cái con này, anh da hơi hơi màu, hơi da da người nha. Thường nó cà khịa à, nó giống như kiểu này nè. Nó không cho ăn thì nó ăn, mà đôi khi mà đụng nó cái kiểu như nó hù hù, nó táp 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 vậy đó. Tại vì con này nó khó chịu, con này nó xen kẽ vô đó. Đây thì bắt đầu khách đông rồi, khách sẽ ở ngoài cho ăn, cũng có nhiều khi là trời khô rồi bắt đầu khách vô trong này cầm cỏ đi, tụi nó đi theo te yeah. Vậy đi, mình đi vô giữa này kia luôn, chụp hình này kia rồi. Nói chung là thấy điểm du lịch mà rất là thoải mái trong cái việc mà yeah. Mình để cửa rồi cho du khách muốn muốn vô mình muốn vô tại vì những con nào thân thiện thì mình có thể cho vô được. Đúng rồi. Mình giống như là cái con đực kia thì mình bắt buộc phải nhốt vào. Dạ, nhốt vào tại vì cái nó hơi hung. Dạ. Yeah. Rất là vui luôn. Gia đình đầu khách là ở bên đây đâu. Thì tụi em có thêm một số kiểu như mô hình gọi là cho các trường á, các trường, ví dụ như là trường của anh Việt, rồi trường có những bé mà kiểu như bé khiếm khuyết tự kỷ á, mình cho mấy bé vô đây để mình nó được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thứ hai là tiếp xúc với những con vật, thì cái đó nó sẽ làm tốt cái trị cách mà trị cho mấy bé nó không còn bị bệnh nữa. Đúng rồi, quá hợp lý. Dạ. Rất là hay đó. Khi mà mấy bé vô, có nhiều bé này là nó trầm cảm nặng luôn đó, mà khi mà vô tiếp xúc với những con vật hay là nó được vui chơi thoải mái, nó được vui chơi thì tâm tinh thần nó sẽ thoải mái hơn, nó sẽ, cái bệnh của nó sẽ giảm nhiều hơn là so với bình thường. Bởi thành ra là show ra cũng rất là hay chứ, rất là ý nghĩa luôn á. Có những trường những trường mà dạy ngoại ngữ á thì người ta cũng qua đây rồi kết hợp mình vừa đi chơi mà mình vừa học luôn. Để nghĩa như cho bé vô giống như là một cái lớp ngoại khóa ở ngoài vậy đó. Thì bé tiếng vô Anh, dạ dạy tiếng Anh này kia. Động vật. Okay. Rồi hay quá. Rồi chúng ta tiếp tục qua tới cái khu vực tiếp theo. Dạ. Ở đây bắt đầu khách vô. Khách vô đều. Dạ, khách vô nhiều. Thì thứ bảy chủ nhật là thời gian rảnh của những gia đình ấy, muốn cho mấy bé, dắt mấy bé đi chơi. Mình không có làm gì, mình sẵn mình đi tham quan này kia luôn. Ai hỏi cái gì mình giải thích thôi. Dạ. Đông đông thì mình giải thích luôn. Rồi. Đây thì đà điểu, nhưng mà cái này cũng thông cảm với tụi em, tại vì trời mưa quá cho nên là khi mà đổ cát lên thì nó sẽ lên sình. Thì mà khi mình lên sình rồi lông đà điểu nó sẽ không đẹp. Tại vì đà điểu đặc trưng của nó là phải sống khô ráo ở cái nơi mà cao ráo này kia là có cát này kia nhiều đó. Khi mà có sình nhiều quá nó sẽ dính vô lông nó sẽ rụng, nó sẽ hơi xấu con đà điểu chút xíu. Nhưng mà cái đà điểu này là mình mới nuôi đây hay? Dạ, mới nuôi đây khoảng có 3 tháng. Vậy là mới bắt nó về thôi? Dạ, mới bắt nó về thôi. Tụi em chưa có tập cho nó được nhiều, với lại nó còn nhỏ quá. Thì thường sẽ có một số khu du lịch khác là mình có thể cởi đà điểu được luôn. Đúng. Tụi em chưa có được tập cái đó cho tụi nó. Nhưng mà này nó hơi sình. Dạ. Okay.
Nhưng mà mấy gà vô cái mùa mưa thì cũng không có. Dạ mưa thì nó cũng hơi né được, hơi né được. Đây là một gia đình tiếp theo. Rồi, kế bên đây là có ngựa Bonnie. Ngựa Bonnie là ngựa giống mini của Hà Lan. Dạ. Dạ, còn kia là lừa, hai con lừa. À. Thì ở đây là một cặp đực, một cặp cái, bên kia cũng đập đực một cặp cái. Cái gì là con này là con đực. Đây, con này con đực. À. Anh nhìn anh dễ biết lắm, tại vì khi mà ngựa cái á, thường thường là anh cưỡi là hầu như là ngựa cái. À. Anh ngựa cái nó sẽ gọn hơn, còn ngựa đực thì nó có một cái dầu vậy đó. À. Con này là kêu tụi em bằng kêu bằng đen. À. Nó đen thui à, nó còn nhỏ xíu à. Lúc mới đem về nó còn có chút, nó nhỏ hơn như vậy nhiều lắm. À. Vậy là mình nuôi là mấy tháng là nó bự được như vậy á hả? Dạ cũng trước khai trương tới giờ. À. Trước dạ, khoảng tầm 5-6 tháng gì đó mình nó mới được đỡ đỡ như vậy. Lúc trước nó hơi cũng hơi ốm mà nó chưa không có chịu ăn, nó lạ chỗ. À. Thì sau này nó mới nó quen chỗ rồi nó mới ốm. Vậy là cái giống là giống của Hà Lan. Dạ giống ngựa Bonnie, ngựa lùng, ngựa Halimini của Hà Lan. Okay. Ngựa này thì chắc nó cao khoảng chừng nó full size là một full size là cỡ như con màu bunny màu nâu 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 ấy đó là full size. Rồi mình qua đây nè, mình qua đây cho nó gặp okay, chút xíu. Okay. Con này con ngựa đó anh, ngựa lùng đó. Ngựa hả? Vâng, ngựa lùng á. Con kia con lừa. Lừa. Ngựa này là ngựa bunny, ngựa lùng, ngựa mini của Hà Lan. Nó đây là một bà du khách này đó, để cưỡi ngựa chụp hình quay phim luôn. Thì khi mà cái lượng du khách đông rồi thì những cái dịch vụ mới bắt đầu được khách sử dụng nhiều ở đây. Ở bên đây thì em có thêm một cái dịch vụ là cưỡi ngựa miễn phí luôn. À. Là cho một vé, nói chung là mọi người sẽ được cưỡi ngựa trải nghiệm mình ngồi trên ngựa, nó xem cảm giác nó ghi sáng viên như thế nào. Đi một vòng như vậy đó ha. Dạ. Nói chung thì ngay cả bản thân mình đây mình còn thích về cái ngồi cái ngồi cái ngựa. Dạ. Cảm giác mình ngồi trên ngựa nó hoài lắm, nó đúng giống rồi. Như hồi xưa mà mình quan tướng kia mình ngồi trên ngựa vậy đó. Rồi để mình xem ké chân cái. Đặc trưng của tụi em ở đây là cưỡi ngựa không có tốn tiền, tụi em cưỡi ngựa miễn phí toàn bộ hết. Chỉ có một số phát sinh ví dụ như là cà gót cho thỏ ăn này kia thôi, là tụi em có tốn tiền, với lại dịch vụ của xe. Còn toàn bộ là tụi em miễn phí hết. Rất là hay. Chút xíu nữa đây, chút xíu nữa anh qua bển rồi mình cưỡi ngựa hơn mình trải nghiệm. Rồi mình qua tới khu vực bên đây. Dạ, đây khu vực bên đây. Cái con ngựa với cái con lừa. Con lừa à, là nó khác. Anh thấy ngựa nó sẽ có bờm nhiều hơn, với lại nhìn con lừa nó sẽ có mỏm trắng. À. Mắt nó hơi đen đó, mắt đen nhưng mà cái bờm của nó sẽ không có, cái bờm nó hơi là giống như là nó hơi ngắn đó. Còn con ngựa thì anh thấy đó là nó có bờm mà nhìn cái mặt nó khác liền. Chỉ có phân biệt là con lừa với con la thì nó hơi khó phân biệt chút xíu, tại vì lừa là la là từ lừa với ngựa đi ra. La là từ lừa với ngựa. Con này là Bonnie, con cái chị ấy cũng dễ chịu lắm. Không có khó chịu nhiều. Vậy là đối với những cái động vật này là mình hay gờ ở cái miệng đó hả? Anh cứ gờ thoải mái, anh vuốt ve nhẹ nhẹ cũng được. Em thì em quen cái da hằng da với này nó em gờ cảm giác nó đà đã. Dạ. Nó thì nó cũng dễ chịu lắm. Nó không có khó chịu. Vậy là con ngựa cái là nó dễ chịu hơn con ngựa đực. Ngựa đực thì anh gờ cũng được, con cái nó hơi nhạy cảm thôi. Nhưng nó hơi đi ra đi nó hơi né mình chút xíu. Con này thì tiếp xúc với khách nhiều cho nên là nó không có nhát. Là mình cũng có full size của nó là vậy. Full size của nó là cỡ bé lớn này. Là nó khoảng cao khoảng 1.5 m. Dạ, chắc cỡ đó. Dài thì chắc khoảng tầm 2 m đổ lại. Đó thì Bonnie, nó là Bonnie. Ok, còn hai để coi hai cái con lừa. Hai con lừa đúng không? Lừa, dạ lừa. Nhưng mà tại sao anh lại nuôi lừa mà anh không nuôi ngựa không? Lừa không ngựa, tại vì Bonnie nó sẽ nhỏ hơn. À. Bonnie nó nhỏ hơn ngựa lớn, mà khi bỏ Bonnie vô ngựa chuồng ngựa lớn á thì mấy con ngựa lớn nó sẽ kiểu như nó khóa giỡn á, rồi nó sao quằn sao quằn, cho nên tụi em để, nhưng mà ngựa Bonnie với lừa thì nó ở chung được. Bốn chuồng là bốn ngôi nhà, bốn cái giường của ảnh đó, nhưng mà không bao giờ bị lộn chỗ nha. Ủa vậy là mặc định là nó mặc định nó chuồng nào chuồng, dạ, chuồng nào của mình là nó tự đi vô. Ví dụ như chuồng này là của thằng ngựa đen nãy nè. Đó, chuồng kế bên là của Bonnie, rồi chuồng kế bên nữa là con lừa đực, rồi con bên kia nữa con của con lừa cái. Thì khi mà chiều mở cửa chuồng rồi thì tự động biết chỗ nào nó đi vô hết.
Nhưng mà mấy cái con la này thì nó có lừa. Tác dụng như con lừa có tác dụng như thế nào? À, lừa thì kiểu như là cho mấy bé biết là con này là con lừa thôi. Okay. Ở thường thường á là bên nước ngoài người ta sử dụng lừa, hay là ở trên các khúc dùng miền trên á thì lừa để kéo những cái xe nhỏ. Trời ơi nó cắn nữa. Cạp luôn vậy. Dạ. Lừa sẽ kéo những cái xe nhỏ, ví dụ như xe cả xe này xe kia mà mới đi. Đây. Cái gầy cái giỡn nó cạp. Nó cạp đôi dài mất cười. Nhộn. Yeah. Vậy là chủ yếu là mình nuôi để mình biết cho dạ bé biết cho mấy bé nó biết là con lừa với con ngựa với con, nên tại vì chưa có la okay. Không có con la với con la thì sẽ cho nó biết con la nó ra sao. Rồi còn cái con này này là anh thấy là ngựa này là ngựa đua Ả Rập. Ngựa đua dạ, khi mà anh thấy cái tướng là anh biết nó là ngựa đua liền, là nó cao. Dạ nó cao với lại cái cổ nó sẽ dài, với cái lưng, cái khoảng lưng của nó sẽ có, nó có một cái khoảng trống để là mà đặt cái yên vô á. Là ngựa này là ngựa đua Ả Rập của sân trường Đại Nam, em tụi em đem về. À vậy hả? Dạ. Đã từng đã, dạ đã từng muốn luyện rồi. Nó cũng luyện rồi. Xem ra thấy nó hiếu động quá nhỉ. Dạ nó hơi sung, tại vì nó thì nó khi mà thấy những con cá khác thì nó hơi sung chút xíu. Nó sung lắm, chạy là chạy nếu mà full tốc luôn là 70. Trời. Nếu mà ngựa đua full tốc luôn là 70, còn nếu bình thường khoảng có 40, 40 mấy, 50. Vậy là bây giờ là cái triệu chứng này của nó là nó nó sung mãn á. Nó đang sung mãn. Nó đang sung mãn. Thì ngựa là sung mãn. Là nó đang muốn nó kiếm giao phối hả? Dạ nó muốn giao phối. Đúng không? Là lúc nào nó cũng sung hết trơn á. Còn khi nếu mà nó giao phối xong thì nó có chạy tăng động như thế này không? Dạ không, cái nó sẽ hiền hơn chút xíu. Khi mà nó hết qua cái mùa sung mãn rồi nó sẽ hiền, nó sẽ điềm hơn là chút xíu. Vậy là mà ngựa mà mình muốn luyện là nó phải điềm. Nó không được hung. Tại vì ở đây sẽ có một anh huấn luyện ngựa. Anh huấn luyện ngựa là chuyên gia là huấn luyện những con ngựa ở đây đi biểu diễn cho khách chụp hình này kia với lại khách cởi. Còn cái con này thì chắc chắn là chưa, là con đang huấn luyện. Đang huấn luyện, nó hơi nó còn hơi sung quá. Thấy nó đi tới đi lui hoài là biết là nó không có yên rồi đó. Nó đá tới đá lui. Mấy con này nếu mua huấn luyện cũng nguy hiểm quá ha. Có người huấn luyện là phải có chuyên nghiệp, tay nghề, có kinh nghiệm người ta mới huấn luyện được. Tại vì thấy nó to hơn mình luôn. Nó to hơn mình. Khi trong phim á thì anh thấy nó nhỏ hơn mình. Đúng rồi. Nó vừa nó mình leo lên cái mình leo bình thường lên cũng được nữa, nhưng mà ở ngoài đời mình phải bắt cái thang là mình leo lên. Đúng rồi. Ở bên đây thì tụi em có thêm mấy con nữa, là có một số con nó đang có bầu. Có bầu. Quên. Nhân vật này ở từ bên Trung Quốc mới về. Đây là con lạc đà Apalaca. Lạc đà Apalaca. 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 Dạ, nó là lạc đà cù. Lạc đà cù của bên Trung mà ở bên khúc miền Trung hay gì đó, ở bên Mông Cổ. Là nó là không bú. Nó là lạc đà không bú, nhưng mà nó có một cái tập tính nó hơi xấu chút xíu là phun nước miếng. À vậy hả? Nó mà thích nó cũng phun, mà nó không thích nó cũng phun. Mà nó phun là nó khó chịu, nó phun là nó phun như thế nào á? Nó phun giống như là mình nó phun ra trước mặt, nó phun tía ra. Lúc em mới đến đó về là em là cái người đầu tiên khai trương. Em gờ nó không chịu, nó phun. Là lúc đó mình cũng đâu có biết ha. Dạ, nó thì nó khi mà nó trong cái mùa giao phối á mà những con mà con đực nó dành những con cái với nhau á thì nó phun nước miếng với nhau chứ nó không có làm gì hết. Vậy là không chừng con nào phun mạnh là nó chứng tỏ bản năng ha. Vậy ra đây mình có mấy cái con lạc đà như thế này? Có một con rồi anh. Vì tụi em cũng mới thử con này về. Nếu mà nó ổn định á, lạc đà cù, lạc đà Apalaca. Nếu mà ổn á, nếu mà chịu thích nghi được ở môi trường dưới này á thì tụi em sẽ mua thêm. Vậy là cũng hợp lý. Dạ, tại vì con này là con cái hay con đực? Dạ con đực. Okay. Nó cũng còn hơi nhát, nó chưa có giao tiếp dạng được. Nhiều á, mình có thể chụp hình cho nó được. Em dắt ra thì mình có thể chụp hình này kia, mình ôm nó này kia được, nhưng mà bé ôm này kia được, nhưng mà ở được chút xíu là nó nghe tiếng ồn quá, nó cực kỳ thích sự yên cảnh và ghét tiếng ồn. Ủa vậy hả? Dạ nó nghe tiếng ồn quá là nó quảng, là nó bỏ, là nó chạy về, nó đòi chạy về chuồng. Nó thích sự yên tĩnh lắm, nó mê sự yên tĩnh. Nói chung thì mình ở đây thì cho tập cho nó quen ha. Con này là ngựa cái Ả Rập, nó đang có bầu. Thì độ tuổi tháng của nó là từ tầm 10 tháng 28 ngày là nó mới sanh. Nó sẽ nhiều hơn con người của mình hơn cả 2 tháng. Thì nó thẳng ra nó hơn con người mình mang thai luôn đúng không? Khi mà mang bầu là thời gian của nó phải bắt buộc là đúng trung bình là 10 tháng 28 ngày. 10 tháng 28 là coi như 11 tháng đi. Dạ. Ok. Nhưng mà cái con này nhìn rất là giống con ngựa ngoài kia. Dạ, nó Ả Rập. Nó cũng là giống Ả Rập. Nó cũng giống con ngựa đua ngoài kia thế. Thường thường Ả Rập thì anh sẽ thấy cái màu đặc trưng là màu nâu. Màu nâu.
là hồi xưa là ngựa Ả Rập, ngựa đua Ả Rập là toàn là do, toàn bộ là do vua chúa cởi ở các Abara, các chúa, các vua Abara ông thì đều cởi ngựa Ả Rập hết. Vậy là nó ăn cỏ, thức ăn. Nó ăn cỏ với thức ăn thêm, ăn cám, thức ăn riêng của tụi nó nữa. À, thức ăn riêng của tụi nó, nên thức ăn này của tụi nó là tụi em phải đặt về, chứ ở đây không có. Dạ. Ở đây thì một mình đây này là em Ả Rập tên Lucy. Lucy. Dạ, mình kêu Ruby. Ruby là cũng Ruby là ngựa Thái, ngựa Thái trắng. Mà những cái con này thì sau sau này mà nó sanh ra rồi thì mình có thể sử dụng nó để dạ có, để ở bên đây, ở bên đây. À ok. Ở bên đây là hai con nhỏ này, anh thấy nó là con của nó con này. Ủa vậy một hả? Một đứa là con, còn đứa là mấy, cháu. Nó đẻ mấy đứa rồi hả? Dạ nó đẻ hai đứa rồi. Con này là Ruby thì nó hơi khó chịu xíu tại vì tụi em phải giăng lưới để bao để bao em để cái đảm bảo an toàn cho khách cho khách tham quan. Mà con này là con đực hay như thế nào? Dạ cái. À cũng cái luôn. Dạ cũng cái. Nhưng mà nó tại sao mà mình phải giăng lưới như vậy ạ? Cái tính tình nó hơi khó chịu xíu là khi mà ở chỗ của nó thì mình đụng nó không được, mà khi mình nó ra ngoài á mình có thể cởi được, mình có thể chụp hình với nó. Dạ. Có anh huấn luyện cũng đang huấn luyện con cho bé này để chuẩn bị ra chụp hình với khách, tại vì nó là chỉ có mình nó người trắng. Đúng rồi, thật sự nó cái màu bộ lông nó đẹp. Còn đây là hai con của con Lucy với bển. Con này một con kia là cháu. Là một con đực. Con hay con này ủa con nào cháu quên tiêu ta. Anh gái con nào cháu quên tiêu rồi. Con này cháu. Con này cháu, vậy là con này là con. Con này là con của Lucy. Thì con này là con đực, con này con cái. Vậy là con này là bao nhiêu tuổi rồi anh chị ạ? Hơn một năm rồi, hơn một năm tuổi rồi. Dạ. Okay. Thì con ngựa đẻ ra là nó cũng đứng dậy. Dạ, nó tự đứng dậy luôn. Nó giống như trâu với bò là nó sẽ có một cái nhau. Là cái phần nhau đó khi mà nó đứng dậy thì cái phần nhau nó sẽ tuột ra. Anh phải khi mà nó sanh anh phải kiểm tra. Ví dụ như nhau mà nó có vướng lỗ mũi anh phải xé ra liền. Nó sẽ chết. Wow. Còn đây là cháu. Cháu, còn bên đây là chị em của Lucy. Con này cũng Ả Rập. Nhưng mà em này thì nó hơi nhỏ hơn chút xíu thôi. Còn một con nữa là tụi em phải cho nó ra ngoài. Con này là em của Ruby. Con này thì ngựa Thái em của Ruby, nó là muối tiêu. Em kêu nó là muối tiêu. Tại cái màu da của nó hơi chấm giống như muối. Nhưng mà trong con nó được thả ra còn những con này thì nó thả ra nó ăn cỏ bên kia. Đó. Con này thì nó ăn thức ăn tạm thời, đang tạm thời thức ăn ở đây thôi. Tại vì thường sáng tụi em sẽ thả nó ra để mà nó đi thoải mái, nó đi vui chơi chút xíu. Rồi mới là nhốt nó vô chuồng lại. Này, con này là con đực, là con này là cháu của con Lucy, là con của con này. Là con của con nào ạ? Dạ, con của con em của Lucy. Em Lucy thì tụi em cũng chưa biết tên của nó. Ủa nhưng mà có điều là những cái con này nó cùng huyết thống, nó có thể là giao nhau được không? Dạ được, bình thường ha. Nói chung là nó khi mà chạy giống đem về thì sẽ có những con này con kia. Khi mình lớn rồi thì mình có thể phối. Dạ. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì? Nó không ảnh hưởng tới gen. Ok. Đó là cái điểm khác biệt của của ngựa ha. Dạ. Con này hàng cũng dữ dằn nè. Không, còn nhỏ xíu á. Còn nhỏ xíu á. Còn nhỏ xíu á. Là con này là con đực hay con cái vậy anh chứ? Dạ có nói con cái ha. Ok. Mà cái lưng nó như vậy nó hình như nó bị vết thương hả? Dạ nó bị lở, nó bị kiểu như là cái quá trình mà nó nằm dưới đất á, nó cà tới cà lui thì nó sẽ bị vết thương, nó sẽ bị cà, nó chỏ ngay cái xương hông á là nó sẽ bị. Thì cũng bôi thuốc này kia cũng chứ. Vô đây là mình dưỡng nó. Dưỡng nó lại. Ok. Thì con đực á thì anh thấy là có lòng thòng rồi đó, còn cái là nó không có. Đúng rồi. Ok. Còn bên đây rồi. Con muối tiêu. Tiêu là giờ này ham ăn rồi. Muối tiêu này có vỏ karate. Có đá rất là dạ nó đá khác nào là dính khắp đó đó. Trời ơi. Vậy là nó cũng hơi hung dữ à? Không, khi mà đưa những con đực ra để mà giao phối á. Thì con một số con thì nó sẽ cứng đầu, nó sẽ bươn tới luôn. Thì con này nó sẽ đá. Trời ơi vậy hả? Dạ. Khi mà không chịu gọi là đá liền, còn chịu gọi là sẵn sàng. Đây con người nó đái nè anh chị em cô chú bác. Nó đái mà như nước suối vậy. Như ao. Ok, khá là hay. Mấy ngựa này thì sau này thì có thể là huấn luyện rồi. Em tưởng biệt là có mở thêm một cái vụ là nếu mà huấn luyện được á, thì tập cho khách cưỡi ngựa luôn. Là nó nghĩa giống như là anh đi tập gym vậy đó. Anh đi tập gym á, thì anh mua vé tập gym hàng tháng hay là gì một ngày. Anh qua đây anh tập cưỡi ngựa. Mình không có tập ấy, mình tập cưỡi ngựa. Ok. Vậy tự nhiên nằm. Bạn này là nãy là thấy cưỡi ngựa rồi đúng không? Ok. Rồi chụp hình kỷ niệm chứ một cái đi.
Còn đầu có cái áo kim thể thao Ả Rập siêu Ai Cập nữa. Gỡ nó. Đựng nó. À, ok. Yên tâm đi, nó không phức à. Nó không có bị hôi với miêu cừu. Đặc biệt lông nó không bao giờ hôi. À. Ủa sao cái con sao giờ nó hiền quá vậy? Nó không có cúi đầu cấm ăn như hồi nãy. Ủa vậy là nó ăn hết rồi. Anh mà để ý chừng nào thấy cái miệng đó mà nó chép rồi đang chuẩn bị phun á. Ủa vậy hả? Dạ. Nó đang lấy cái tiếng nước ra. Nhưng mà theo anh thì nó bắn cái độ phun nước miếng của nó khoảng cách bao nhiêu? Nó cũng ngắn. Khoảng đứng vậy là ướt. Đứng vậy là nó không dứa, không ướt mà hơi gần chút xíu à. Hơi gần mặt chút xíu thì nó ướt. Nó có khoảng cái bên lớn cỡ khoảng cái bằng cách bên lên ba da đây. Khoảng nửa mét đổ lại. Thôi em gái này đứng là chắc nó phun nước miếng là chắc chắc vừa tới luôn rồi đó. À, em cho anh hỏi cái cảm giác mà khi mà em lên con ngựa thì cảm giác như thế nào ha? Hồi nãy khi mà em cưỡi ngựa. À, em mình đến từ đâu? Dạ, Cà Mau. Cà Mau, ok. Từ đâu mà em biết về cái cà phê trang trại cù ở tại Bạc Liêu này? Em thấy trên Facebook hả anh? Thấy trên Facebook? Dạ. Ok, rồi vậy là đây là lần đầu tiên em mới tới. Dạ, đúng rồi. Em cảm giác như thế nào về trang trại này? Thì em thấy thích. À. Và thành ra là mình cũng như là chạy cũng gần cả trăm cây số ha. Dạ. Từ Cà Mau lên Bạc Liêu để trải nghiệm cái dịch vụ quán cà phê trang trại này. Hôm qua em thấy là bữa nay em đi liền đó. Ồ, vậy là mới thấy ngày hôm qua luôn. Dạ. À, rồi khi mà em lên cái con ngựa mà được dắt một vòng thì cảm giác em như thế nào ha? Mới đầu lên nó run sợ lắm. À, sợ có nghĩa là sợ bị té hay như thế nào? Dạ. À, mình sợ không giữ được thăng bằng. Dạ. Nhưng mà thấy cái anh dắt ngựa mà dắt em đi rồi thì an tâm lắm. An tâm là cảm giác là thích thú hơn. Dạ. Là muốn đi hai vòng luôn không? Không. Chỉ là một vòng thôi đúng không? Dạ. Ok. Còn ngoài ra thì em thấy về những cái loại động vật khác ở trong trang trại cù này thì em cảm giác như thế nào ha? Nãy giờ em mới đi bên đây em chưa qua bên kia. À, nhưng mà có những cái động vật nào mà em chưa từng thấy ở trong trang trại cù không? Chưa. Là chưa thấy con nào hết. Dạ. Bởi thành ra là hôm nay là đi đường xá xa xôi đến đây là để biết cũng như là trải nghiệm. Dạ. Và cảm giác của em như thế nào khi mà em đã trải nghiệm cái dịch vụ ở ngoài đó và gặp được cái con lạc đà này. Thì em thấy thích tại vì đó vậy lần đầu tiên em được thấy luôn. Lần đầu tiên em dám cưỡi ngựa luôn. Anh cũng chưa từng cưỡi ngựa nữa. Nhưng mà anh thấy em cưỡi thấy cũng khá là hứng thú á. Anh cưỡi thử đi. Ok, thành ra là anh quyết định là anh phải hỏi em một vài câu. Dạ. Rồi cảm ơn em, anh là cũng chia sẻ với em ha. Anh là biết à chính xác. Sao hay, sao biết hay vậy trời? Ủa vậy hả? Rồi xong rồi cái em mới lấy chồng về đây. Ủa vậy là hồi trước em làm ở Vĩnh Long? Ok, vậy biết kênh YouTube của anh không? Cái gì đó, mẹ ơi mất tiêu rồi. Anh là Khương Nhật Minh. Ờ đúng rồi. Ok, anh gửi em. Rồi chúc em và bạn trai ha. Dạ. Có chuyến đi chơi vui vẻ trong ngày hôm nay. À chồng em. Ok. Rồi chúc hai chồng đi chơi vui vẻ nha. Rồi bye bye. Rồi chúng ta gặp sau. Dạ. Rồi chúng ta tiếp tục. Dạ, cảm ơn em. Rồi, à, phải hỏi những cái khách như vậy thì nó mới. Thì vừa rồi là đây là chung ngựa lớn. Dạ. Nói chung là tụi em hơn cũng không khung viên của tụi em là bao nhiêu đây thôi là hết rồi đó. Dạ. Thì sau đây tiếp theo là anh ở trên kia. Ở trên kia em còn hai gâu đành. Gâu đành nãy chắc anh Minh đã thấy rồi. Gâu đành là con rùa hả? Không, gâu đành là con chó gâu đành với con rùa Sukata. Rùa Sukata là rùa châu Phi. Dạ. Nó là rùa cạn. À. Nó rùa cạn mà rùa là như là nó có được cái phần gai để mà nó leo trèo này kia. Ồ. Là nó sống ở châu Phi, nó sống ở những nơi khô cạn thôi. Nó rất là kỵ trời mưa. À. Như là nó không cần có nước để mà nó sống. À, tắm cho nó thì vẫn tắm được nhưng mà nó không cần phải là ở cái miền nước giống như là rùa Việt Nam mình. À. Rùa Việt Nam với rùa vàng này thì nó có thể là bơi lội này kia được nhưng mà rùa này thì không thể. Yeah. Rùa này thì nó thuộc dạng như là giống rùa khổng lồ nhất ở thế giới. À. Là có thêm một loại nữa là nó sống ở những cái đồng bằng thì nó không có gai. Ừ. Đó thì ở đây là những du khách nè. Rất là thấy xem ra đang khá là thích thú ha. Đó, chụp cái những cái chú lừa ngựa đâu. Đây là ba bạn là mặc áo tông thiệt tông. anh có cần là phỏng vấn không? Không biết mấy bạn này chắc chưa đi hết á. Chưa đi. Thấy bạn ấy mới có. Ở đây thì tụi em có thêm một cái mô hình đó là xe cài. Xe máy cài. Dạ, mình có thể là mình lên mình chụp hình này kia, chụp hình gia đình á, dưới mình đòn mình đi, mình có thể là leo lên thùng sau mình ngồi. À. Một người đang ngồi trước thì chụp hình.
Em có thể chia sẻ với anh là anh thấy là cái mô hình này có vẻ như em làm giống như một cái chuồng à. Dạ, cái phần ở ngoài á là cái nơi mà tụi nó để tụi nó có thể di chuyển cái tới lui, tại vì ngựa anh sẽ biết nó sẽ di chuyển, nó sẽ chạy, nó sẽ đi chạy này kia. Còn ở trong đó là cái dòng tập. Dòng tập thường thường thì tụi em sẽ đưa Hoàng Quốc Tây vào buổi chiều, một là có thể đưa vô đây, còn hai là đưa vô cái bãi sau. Cái bãi sau hồi nãy là con Ả Rập đang đứng đó. Là khi mà dòng ở ngoài này á thì người chỉ huy sẽ đứng ở giữa, ngựa sẽ chạy xung quanh. Là mình tập cho nó chạy. Dạ, mình tập cho nó chạy để nó không có bị rút cơ, nó sẽ không nó sẽ không bị làm biến. Tại vì anh cứ thấy lên thì công viên một ngày nó cứ một là đứng, còn hai chỉ đi vòng thôi, nó không có chạy nhảy. Ngựa là phải chạy, ngựa là bắt buộc là phải chạy, cho nên là khi ra là ban ngày thì nó phục vụ khách hàng, đúng, phục vụ du khách. Dạ. Nhưng mà khi buổi chiều là các anh huấn luyện là phải đưa vô để tập cho nó chạy. Dạ, có anh, có một anh huấn luyện là tụi em rước trên Đắk Lắk về. Tới Đắk Lắk rồi. Dạ, rồi xong anh về đây anh huấn luyện là cho ngựa chạy, tập chạy trước, rồi cho ngựa nó quen, nó dạng với người, nó điềm tĩnh lại để mình có thể tiếp xúc này kia được. Trời ơi, vậy cũng vất vả quá chứ đâu phải là chuyện đơn giản là đem về thôi đúng không? Dạ, đúng rồi, mình đem về mình nuôi thì vẫn được, nhưng mà mình phải biết tập tính của nó, mình phải huấn luyện được nó để cho mình, để cho có thể nó điềm tĩnh lại được. Chứ mình không có phải là đem về mà chỉ được phục vụ cái môi trường khách thôi. Dạ, đúng. Nhưng mà mình vẫn phải cho nó giống như là sống ở trong một cái môi trường. Dạ, tại vì anh chủ ở đây thì anh rất là đam mê ngựa, anh mê ngựa dữ dằn lắm, cho nên anh quyết định anh mở cái farm đó. Nhưng mà anh lại không để là trang trại ngựa. Không, để trang trại cừu. Để trang trại cừu. Tại vì tụi em đem ngựa, nếu mà đem nhìn ngựa về không á thì nói là miền Tây này kia ngựa gì đó thì vẫn sống bình thường. Nhưng mà ở Bạc Liêu mà làm sao có thể nuôi cừu được á, thì tụi em mới đem cừu về, thì tụi em đặt là chàng cà phê trên chạy cừu. Lấy cái hình tượng của con cừu nó sẽ hiền, nó sẽ thân thiện hơn đối với mấy bé. Ok. Chứ mà nếu mà trên chạy ngựa thì nhiều khi các bé lại không dám. Nó không lấy không dám gần thì cái con ngựa nó sẽ nó to quá. Ở đây thì tụi em có một khu vui chơi dành cho mấy bé, kiểu như khi mà nó đi tham quan xong á thì có thể qua đây nó chơi dung với bạn bè này kia. Rồi bây giờ chúng ta tới cái khu vực này. Dạ, khu vực này là khu vực cưỡi ngựa. Khu vực cưỡi ngựa. Dạ. Bây giờ phải có gia đình nào mà chưa cưỡi mà. Cưỡi đi để cho mình quay một tí. Mời. Vậy thì anh có thể mời một chị cũng được, hay một anh gì cũng được. Áo hồng. Ở đây thì có bên em thì có mấy anh là bộ phận là kiểm soát ngựa, dắt ngựa này kia cho mình đi. Nói chung là an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Dạ. Đây là hai con đành của em, một con là Happy, còn con là Đặng. Con trắng là Đặng đực, con Happy là con cái. Nhưng mà con cái nó quậy hơn con đực. Con cái nó quậy hơn con đực. Mà bây giờ để mình coi cái con chó trước đi. Bây giờ trong thời gian mình chờ đợi khách lên nè. Thì hai cái con này nó là cái giống gì? Nó là Golden, giống Golden, chó lông dài, lông xù của hình như cô Út hay của anh vậy, em quên mất tiêu rồi. Nó chỉ là Golden. Khá là to. Dạ, nó khá là to. Nó gây sự chú ý bằng cách là khi mà em vô hay gì đó, mà nó bắt đầu là nó cắn, nó gị cái tay nhẹ vô gì đó, chứ nó không có hung dữ. Nó rất là háu ăn. Vậy là vậy đầu đó. Chó này là nó không nó hiền, nó cắn. Nó không. Nhưng mà nó sủa không? Nó sủa, sủa lớn lắm. Golden. Thì thường thường thì mình có thể chụp hình này kia với nó, mình cho nó ăn này kia rồi. Nó hiền, nó cũng hiền, nó không có hung dữ với khách. Khi mà khách thấy ganh lại là nó bu lại. Hai con này được ưu tiên ở một cái nhà, cái nhà chà bá luôn. Cái gần villa biệt thự. Lót gạch bông cho mát mẻ. Quá sướng, hai con này sướng. Rồi bây giờ chúng ta xem. Để anh có thể hỏi một vị khách nào. Mời mấy bạn. Anh có thể mời mấy bạn rồi. Nghĩ mấy bạn đó theo rất là thích. Đây em. Em ơi, cho anh hỏi là nãy giờ mình cử cưỡi ngựa chưa ta? Không, em cứ lên lại đi, tại vì có anh kia anh kiểm soát ngựa, anh dắt mình đi một vòng vậy đó, mình biết cảm giác lên ngựa. Vậy không ấy lên ngựa cưỡi giùm anh một vòng được không? Không sao đâu. Có anh kia dắt, yên tâm là nó an toàn tuyệt đối. Tại vì có một anh là anh YouTuber ở trên Vĩnh Long xuống á, là muốn quay một cái đoạn clip ngắn để mình ghi với, anh ở trang trại anh không có lên được. Mình cứ đi hết vòng, một cho ba người cũng được, ai cũng được. Gia đình không sao đâu, yên tâm, an toàn lắm. Mấy mà phải lên cưỡi ngựa, cỡ một vòng rồi xong. Thì mình lên cưỡi ngựa đi mấy anh chị. Trải nghiệm chút miễn phí mà. Cũng được. Mình trải nghiệm một lần cho biết nha. Trời, có sao đâu. Dạ, anh cảm ơn nha. Rồi thì gia đình của mình. Rồi, mời chị.
Là dạ được được chứ, cái này là trải nghiệm miễn phí. À là có trong cái gói. Đây 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 có du khách. Lên ngựa. Lên cởi. Đúng rồi, à, rồi em đợi tí sẽ có anh dẫn ngựa không? Anh ấy dắt để sẽ có một người dắt. Đó. Ngựa này là giống cũng là giống Nga, ngựa này là ngựa Nga. Dạ. À dạ. Vậy là con này là cũng là con cái hay con được? Không, con được. Con này là con được. Nó kêu bằng trâu nước. Trâu nước. Ờ, kêu nó tên nó là trâu nước. Ừ. Tại do nó màu đen giống con trâu phải không? Dạ. Đây thì có mấy anh là dắt ngựa, nói chung là đảm bảo an toàn cho khách. Dạ. Tuyệt đối. Ok. Vì mấy ảnh ở đây là biết được tập tính của nó hết cho nên nó lại cũng dễ. Rồi, bắt đầu là du khách nè, du khách lên nè. Đó, bạn du khách áo đen. Mình đến từ đâu ạ? À? Dạ Sóc Trăng ha. Dạ. Vậy là một chú ngựa này là một lần mình cởi là được một người. Dạ một người. À là một người lớn. Dạ. Xin lên không? Đó, làm dáng được. Ừ. Đi lên ngựa với mẹ nè. Vậy là một em bé được không? Dạ một em bé được. Đúng không? Ok. Đó. Dạ rồi đó, ở đây thì các anh sẽ hỗ trợ ẵm những bé lên. À. Chị vịnh luôn, chị vịnh trước á. Không định cái vịnh trên tay chị. Đó, quá đẹp. Thẳng lưng lên chị ơi. Đấy, đạp. Thẳng lưng lên là cho cái tướng nó đẹp hay như thế nào anh Chí hả? À, thẳng lưng lên để mình ngồi, để mình chắc chắn trên cái yên ngựa. À, để mình ngồi, để mình khum quá thì nó không có đảm bảo được an toàn. Mình phải thẳng cái lưng lên, đúng tư thế thì nó sẽ an toàn hơn. Vậy là cưỡi ngựa là bắt buộc là phải thẳng lưng? Dạ, thẳng lưng. À, chứ không có được khom khom ha? Dạ. Okay. Khom khom là những tư thế đó là những tư thế đua. À, đua hả? Đua, mình mới khom lại cho mình kiểm soát được con ngựa. À, anh có bên anh này nè. Có bên anh này là ảnh huấn luyện ngựa, ảnh chuyên huấn luyện ngựa ở... Dạ. Okay. Đạp á. Đạp hai bên hông. Không, nó đang xả phèn nè. À. Kỹ này em khó qua luôn. Vừa cưỡi ngựa mà tới lúc mà nó đứng lại là một bãi. Khách đái gì vậy? Khách đái gì? Cái đó là bắt buộc là mình phải chấp nhận nha. Dạ. Mình phải đợi cho nó đi vệ sinh. À, khi mà xong vậy rồi thì đây mấy anh sẽ hỗ trợ cho mình xuống. Đó, mình đi được một vòng. Đúng rồi, dạ. Quá tuyệt vời. À, em mượn cái này ha để hỏi cảm giác của du khách là như thế nào. Đó, dạ, ẩm bé bi chứ nè. Ừ. Xem ra rất là thích thú luôn. Phải. Đi nữa không? Ok, em có thể cho anh hỏi một vài câu là mình cảm giác như thế nào sau em khi sợ. Chỉ đơn giản là sợ như vậy. Rồi gia đình của mình có ai lên không ạ? À? Ai mình lên là làm một kỷ niệm đi ạ. À. Rồi áo xanh lên luôn. À, tới gia đình của mình. Mày áo xanh này. Lên để có những cái bức ảnh kỷ niệm rồi chứ. Thì là người lớn phải lên trước. Người lớn lên trước. Khi mà mình đứng mà ở xung quanh ngựa là mình chỉ được đứng là ở trước hoặc là ở bên phía bên hông thôi, chứ mình không được đứng ở sau. Trước dạ, và bên hông. Bên hông. Dạ, mình không được đứng ở sau. Ở sau vậy chứ? Tại vì ở bên sau là nó lúc nào nó cũng sẽ đề phòng, khi mà nó cảm giác như là có cái mối nguy hiểm là nó tự động sẽ bung giò, nó sẽ búng cái giò lên để mình nó đá mình. À. Làm mình đặc biệt là mình không được đứng ở sau. Một là đứng bên hông, hai là đứng phía trước. Phía trước cho nó thấy. Chỉ bên hông hoặc phía trước thôi. Dạ, bên hông hoặc phía trước, mình không được đi vòng ra sau. À. Nếu mình có đi vòng là mình đi vòng ra trước. Đây là anh này anh dắt thì mới đi. Ừ. Đúng rồi. Gì? Đi vô.
Đạp nó chạy một cái là khỏi thắng luôn. Nó làm biến hay gì anh? Đá vô cái bụng. Kiều kiều nhẹ nhẹ. Mắc ẻ nữa hả? Kinh nghiệm. Kinh nghiệm của một người vừa khởi xong cho biết. À, anh chị em cô chú có thể thấy đó là du khách là ngồi như thế là chúng ta có thể là gia đình. Là rất là vui và hứng thú luôn không ạ. À, khi mà mình muốn cưỡi ngựa là mình chỉ có một là mình đi Đà Lạt thôi, Đà Lạt mình mới cưỡi ngựa được thôi. Thì mà bây giờ có Bạc Liêu luôn. Có Bạc Liêu luôn. Mà thêm cái nữa là ở đây là chúng ta được miễn phí luôn nè. Dạ. Ok, để mình hỏi cảm giác của không được, đừng vô hỏi cảm giác, vô hỏi cảm giác hỏi xe con sợ. Sao nãy giờ thấy để ý là ai cũng sợ. Hỏi hỏi sợ thiệt. Trả lời luôn đúng không à? Còn có ai muốn lên cưỡi ngựa không à? Có gia đình nào muốn lên cưỡi ngựa không? Dạ rồi, tới bên bạn áo trắng đi ha. Đó. Đây xem ra là du khách này khá là hứng thú đây. À. Ồ, đúng là đủ màu luôn nè ha. Màu đen, màu xanh rồi giờ tới màu trắng nữa nè. Như vậy thì chắc chắn là du khách sẽ cảm nhận được rõ ràng hết luôn. Trời ơi, đánh mông ngựa nữa. Trời dữ dằn chắc. Chà, dữ dằn. So ra là du khách. Em muốn hoàn thành hết xong nhiều công việc rồi, có gì em ở bên chỗ của đi bên khu vực em nha. Ok, ok, rồi, cảm ơn anh. Cũng cảm hơi đông rồi. Cũng cảm ơn anh Nhật đã tới mà ghé tham quan bên chỗ trang trại của em. Rồi, dạ, em thay mặt trang trại cảm ơn anh Nhật rất nhiều. Cảm ơn anh Chí nhiều lắm nha. Dạ rồi. Về sự nhiệt tình của anh. Mẹ cưỡi ngựa mà cũng khóc nữa hả? Khá là ấn tượng luôn. À, chắc có lẽ là mình sẽ nhờ một bạn ha, một anh ở đây để quay cho mình. À, mình cảm giác như thế nào em hả? Nói chung là bình thường, vui. Vui. Dạ. Anh thấy em rất là hứng. À, từ đó tới giờ em cưỡi ngựa được bao nhiêu lần rồi? Cái này nữa là thứ ba rồi. Thứ ba rồi. Dạ. Vậy là hai lần trước là em cưỡi ở đâu? Ở Đà Lạt. Ở Đà Lạt. À, em cảm giác như thế nào mà ở tại Bạc Liêu mà có cái dịch vụ như thế này? Thấy là nó khá thú vị, nó khá tốt dành cho tất cả mọi người luôn. À, dạ. Bởi thành ra là thấy leo lên ngựa là thấy Nhi có kinh nghiệm lắm. À, dạ. Mình là tên gì ạ? Em tên Nhi. Nhi, dạ. Nhi đến từ đâu ạ? Em đến từ Cà Mau. Cà Mau. Dạ. Ồ, vậy là chạy cũng chậm cây số lên đây ha. Dạ. À, bạn Nhi thì như mới vào đúng không? Dạ đúng rồi. À, mà em ở bên kia. À, còn mình cảm giác như thế nào về cái trang trại quán cà phê trang trại cũ này? Tốt. Dịch vụ là khá ok ổn. À, dạ. Coi như là mọi người vui vẻ. À, rất là xứng đáng để mình bỏ thời gian ra lên đây. Dạ đúng rồi, cho mấy bé được trải nghiệm cái khu trang trại cũ. À, dạ. Rất là hay ha. Dạ. Rồi cảm ơn bạn Nhi nha. Chúc gia đình mình có ngày đi chơi vui vẻ. Dạ. Ok. Ồ, bây giờ là quá đông du khách hơn rồi. Đây là kênh YouTube của anh nha. Anh là Khương Nhật Minh, anh đến từ Vĩnh Long. Ok, rồi, chúc gia đình có chuyến đi chơi vui vẻ. Chắc chắn là không thể thiếu là bé Bi rồi. Giống như là một cái kỷ niệm như thế. Thấy mẹ xuống cái là hết khóc liền luôn ha. Rồi, để mình sẽ thử cái cảm giác mà trải nghiệm về ngồi trên chú ngựa ra sao như thế nào nha. Anh cảm giác như thế nào? Anh cảm giác như thế nào khi mà được ngồi chú ngựa như thế này? Đó, để du khách xuống nè.
anh cảm giác như thế nào sau khi mà đã trải nghiệm? Là một trải nghiệm rất mới mẻ. Mới mẻ? Nó hơi sàn, mạo hiểm. Nó hơi sàn hả? À, nhưng mà đây là lần thứ mấy anh cưỡi ngựa rồi? Em hả? Em lần thứ hai. Lần thứ hai? Dạ. Lần đầu tiên anh cưỡi đâu ạ? À, Đà Lạt. Ở Đà Lạt luôn. Ok. Okay. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Có, em lên để em nhờ người quay cái đã. Đợi em tí. Dạ rồi, anh chị em, cô chú, bác và quý vị ơi, thì đây là lần đầu tiên mình mới cưỡi ngựa. Mặc dù Đà Lạt mình cũng có đi một lần rồi, nhưng mà mình chưa có trải nghiệm cái dịch vụ này. Thì giờ để xem, anh có gì dặn dò em trước không anh? Rồi, anh leo lên đi. Lên đây luôn. Đá thẳng ra sau, đá qua. Đá sau, đá qua. Rồi, rồi sao nữa anh? Rồi, bỏ chân vô. Một phần ba chân. Một phần ba chân. Một phần ba chân là để đảm bảo an toàn ngay những lúc. Dạ. Ngồi xuống xuống nghe. Rồi, thẳng lưng. Rồi. Đó, dạ là như vậy nè. Anh chị em, cô chú. Đó, chúng ta để một phần ba chân. Đó, theo như hướng dẫn của anh ấy. Ngồi thẳng lưng lên. Ngồi phía trước, đai mà hơi nghiêng nghiêng về phía trước một chút. Dạ rồi. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta thử cái cảm giác nha. Để coi. À. Đó, cái này thì được một cái á, là anh ấy dắt chúng ta đi. Nó hơi lắc lắc ha. À. À, nó hơi lắc qua lắc lại một tí. À. Sao anh? Kìm, là ôm vô người nữa anh? À, là ôm sát vô người đó ha. Ôi. À dạ. À, là mình kẹp vô cái hai bên hông của nó. Ôi trời. À, nó hơi bị nghiêng quay nghiêng lại chút, nhưng mà nói chung thì những anh ở đây là hướng dẫn mình rất là kỹ lưỡng và an toàn luôn. Dạ. À, cái cảm giác. Ấy. Dạ. Dạ rồi. Rồi, bỏ chân kia xuống. Dính em cái. Rồi, quá tuyệt vời luôn. Dạ rồi, sau khi mà mình đã thử cái cảm giác mà cưỡi ngựa rồi đó, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một cái động vật cuối cùng ở tại quán cà phê Trang Trại Cù ha, ở tại thành phố Bạc Liêu này. Thì cái vé hồi nãy chúng ta sẽ đổi được một cái món nước uống ở đây, thì mình sẽ vào đó mình chia sẻ là chúng ta sẽ đổi được cái nước gì nha. Thì bây giờ là đây là cái khu vực mà chúng ta giữ cái tờ vé đem vào và chúng ta đổi nước ha. Nhưng mà trước khi mà vào đó thì mình có một thấy một cái chú rùa tên là chú rùa Sunkata. À, nói chung thì đọc theo tiếng Việt thôi. Dạ, đây là một trong những cái chú rùa có màu vàng khá là đẹp. Nó có một cái đặc điểm khá là lạ là mình thấy là chú rùa này á có gai á ở dưới chân nè. Nó mọc gai như là những cái răng vậy đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta thấy là nó có một cái màu vàng màu nâu như thế này. Rùa Sunkata. Chú rùa này thì mình thấy hàm răng nó hình như nó cũng không có quá nhọn như là những cái chú rùa kia ha. Giờ nó đang bò đây. Liếm cho màn hình coi. Rùa Sunkata. Cái mùi của nó khá là cứng. Dạ. Còn phía sau thì anh chị em cô chú bác có thể thấy nè. Bên hông nó cũng có như là những cái gai như thế này. Có vẻ như là cái loài rùa này cũng là một trong những cái loài rùa hiền á. Rồi là cái hàm răng nó cũng không có quá sắc. Nên nó ăn cái miếng củ cải, miếng cải nha.
Dạ rõ. Đó là gần như những gì mà mình được biết cũng như là chia sẻ rất là chi tiết về quán cà phê Trang Trại Cù. Đây là những du khách tiếp theo mà vào nè. Chúng ta vào đây chúng ta sẽ đổi nước ở trong đây ha. Khu vực này là cái khu vực mà quán nước khi mà chúng ta vào trong cổng á. Chúng ta quẹo qua đây, chúng ta đổi nước như chúng ta khát nước. Còn không thì chúng ta có thể là đi khu vực xung quanh vui chơi, tham quan, sau đó chúng ta hãy đi tới vào trong đây để đổ nước, ngồi nghỉ ngơi ha. Dạ rồi, thì cái khu vực này là cái khu vực mà chúng ta sẽ sử dụng cái phiếu mua để đổi một chai nước cho một chai 247 màu cà phê chứ. Ok, cảm ơn em. Thì nước ở đây anh chị em, cô chú bác có thể là đổi loại nào cũng được, phải không em? Rồi, một vé một chai nước, cảm ơn em. Mà ra chúng ta thấy cũng có nhiều những cái loại kem này, bán ở đây để cho các bé mua riêng hoặc là mua thức ăn ở đây. Dạ, cà rốt, thức ăn cho ngựa, cho chó, Gordon. Đó, thì chúng ta xem lại cái khu vực. Đây cái nữa ha. Rồi bây giờ mình sẽ mời anh chị em, cô chú bác ra ngoài khu vực ngoài. Thì chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Đó, ở đây thì các bạn đến càng lúc càng đông rồi. Đây là anh Chí, anh hướng dẫn viên rất là nhiệt tình. Cảm ơn anh Chí. Đó, nãy đi lấy cà rốt để bán thêm cho du khách. Rất là ấn tượng luôn đúng không ạ? Thì chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây. Coi như là anh chị em, cô chú bác cũng đã cảm nhận rất là rõ ràng và chi tiết về cái quán cà phê mà Trang Trại Cù ở tại thành phố Bạc Liêu. Ở đây thì cách trung tâm thành phố Bạc Liêu khoảng chừng 8 km. Nếu mà anh chị em, cô chú bác khi nào có dịp đi đến Bạc Liêu ha, hoặc là muốn trải nghiệm các dịch vụ, tìm hiểu về các loài động vật, hoặc là muốn đưa cho con em của mình có một cái điểm vui chơi vào cái dịp cuối tuần, thì đây là một trong những sự lựa chọn mà mình đã chia sẻ, giới thiệu chi tiết với cả nhà trong ngày hôm nay. Thì một lần nữa, Khương Nhật Minh cảm ơn anh chị em, cô chú bác đã dành thời gian theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh chị em, cô chú bác vào video tiếp theo. Chúc anh chị em, cô chú bác và quý vị có thêm nhiều cái kinh nghiệm du lịch cùng với mình. Hẹn gặp lại cả nhà và quý vị vào video tiếp theo nha. Trời bây giờ chuyển mưa nữa rồi. Hẹn gặp lại cả nhà vào video gần nhất nha.